nó sẽ tự động chạy và nó có cảm biến té cầu thang luôn anh em. Nó tức là nó chạy tới những cái nơi mà như vậy, tự động nó sẽ rút lại. Đó anh em thấy không? Nó không có té xuống bàn luôn nữa, nó rất là thông minh anh em nha. Đó, hút bụi rất là tiện lợi luôn, cực kỳ thông minh ha. Đó anh em thấy không? Nó di chuyển cực kỳ thông minh, tức là cái khoảng trống nào ở trong nhà mình nó cũng sẽ di chuyển hết luôn nha anh em. Đó, nó không có bỏ chừa một cái khoảng trống nào luôn nha. Đó, khá là ok ha. Đó. Rồi, còn nếu như anh em mình muốn nó dừng lại thì ở đây nó có cái nút bao nè, bao là stop nè, bấm lại. Nè, em bấm bao nè. Dạ rồi, xin chào anh chị em khách hàng đã quay trở lại với kênh của kho hàng Thành Phước nha. Thì hôm nay em mới về được cho anh chị em mình một cái lô là lọc không khí hàng nội địa Nhật nha anh chị em. Đó, thì ở đây, đó, cái lô này thì tình trạng nó khá là đẹp luôn nha. Đó, bây giờ em sẽ quay chi tiết vào cho anh chị em mình luôn. Rồi, thì đây. Đó, đây là cái lọc không khí của thương hiệu là Sharp anh em nha. Đó, đây là cái lọc không khí của thương hiệu là Sharp, nó rất là đẹp nha. Nó có hình là nó có hình cong cong, nhìn anh em nhìn vô thấy nó khá là đẹp luôn ha, màu trắng nha. Rồi, em cho anh em coi cái hình bề ngang của nó là anh em mình thấy ha. Nó cái chân nó to ở trên, nó nhỏ lại ha. Ở đây nó làm cho mình những cái lưới nè, nó những cái khe mà thoát cái không khí ra ngoài á. Rồi thì cũng như em nói ha, những cái mẫu máy lọc không khí á, thì nó có chung cái chức năng là lọc bụi bẩn nè, lọc mùi, khử khuẩn, ion hóa không khí, và nó có cái chức năng là bù ẩm, để cho anh chị em mình ha, mình có thể bù ẩm được ha. Ví dụ như trong những cái mà môi trường mà máy lạnh đồ đó thì nó hay bị khô á, thì đây nó mình bỏ nước vô trong cái ngăn này. Đó, mình bỏ nước vô trong cái ngăn này anh em nha. Đó, rồi là nó sẽ tự động nó bù ẩm luôn cho mình, nó làm cho cái không khí rất là dễ chịu nha. Đó, cái này thì là một trong những cái máy rất là tốt cho sức khỏe luôn. Rồi, cái này là của thương hiệu là Sharp anh em ha. Đó, thương hiệu là Sharp, hàng nội địa Nhật, điện là điện 100V nha anh em. Đó, hàng nội địa Nhật, điện là điện 100V. Và cái con này thì bên em đang bán với giá là 1.400.000. Đó, 1.400.000, nếu như anh em mà mình muốn lên điện 220 thì giá của nó là 1.500.000 nha anh em. Đó, rất là xịn sò, rất là đẹp luôn cho anh em mình. Rồi tiếp theo là cái con bên đây là Sharp, con này cũng Sharp luôn, nó chỉ khác về mẫu mã xíu thôi. Đó, nó chỉ khác về mẫu mã xíu thôi, chứ còn về kích thước thì hai con nó cũng xem với nhau anh em nha. Nó còn phần dưới đây thì dính băng keo, mình lau ra thôi. Đó, thì cũng tình trạng rất là đẹp luôn. Con bên đây thì 27W, con bên đây thì là, con bên đây 27W, con bên đây 26W. Hai con này đồng giá với nhau anh em nha. Điện zin của Nhật á, là nó là 100V thì giá 1.400.000, còn lên điện 220 thì giá của nó là 1.500.000 anh em ha. Tình trạng cũng còn khá là đẹp cho anh em mình luôn nha. Rồi, anh em nào quan tâm tới cái mẫu máy lọc không khí này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái phin cà phê rất là xịn sò. Nó của thương hiệu là Bialetti. Thì cái thương hiệu này là của Italia nha anh em. Nó rất là xịn sò nha. Cho anh em coi sơ qua ha. Đó, coi một vòng nè. Đó, đây. Đây là của thương hiệu là Bialetti. Rất là đẹp luôn anh em. Tình trạng thì mới chưa có qua sử dụng nha. Đó, cái này thì đây, sản xuất là tại Italia luôn anh em. Đó, sản xuất là tại Italia luôn ha. Từ năm 1933 là đã có thương hiệu này rồi nha anh em. Rồi thì cái này nó hoạt động như thế nào thì em sẽ giới thiệu luôn cho anh em mình. Trước tiên cái kết cấu thì anh em thấy hang này người ta làm là bằng nhôm nguyên khối anh em nha. Đó, nhôm nguyên khối người ta CNC á. Đó, nhôm nguyên khối chạy CNC ra anh em ha. Đó, rồi đây nè. Đó, tất cả là đều nhôm nguyên khối hết nha anh em. Rồi thì á, nhôm thì anh em biết rồi, khi sử dụng thì anh em sẽ sử dụng được là bếp bếp hồng ngoại nè và bếp ga, còn không có xài được bếp từ nha, bởi vì nó không có hết 500 cho nên không xài được bếp từ. Rồi thì cái này dành cho những anh em mà đi camping cắm trại dã ngoại, hay là mình thích sử dụng mà những cái cà phê dạng nấu á, thì sử dụng cái này rất là ok. Thì cái nguyên tắc hoạt động như thế nào thì em sẽ giới thiệu luôn cho anh em như vậy. Cái cách sử dụng như vậy, đầu tiên anh em mua về, anh em chỉ việc anh em dặn cái này ra, anh em bỏ nước vô trong cái ngăn này, là cái ngăn ở dưới chân, ngăn cuối cùng. Rồi bắt đầu là anh em bỏ cái cà phê bột đã xay sẵn, cà phê xay sẵn rồi anh em bỏ vô trong đây. Đó, rồi anh em để vô trong đây. Rồi bắt đầu là anh em dặn lại. Rồi, như vậy là xong. Anh em chỉ việc để lên bếp ga,
nó để lên bếp ga hoặc là bếp hồng ngoại cho nó đun khoảng là 2-3 phút gì đó nó sôi. Thì cái nguyên tắc nó đun sôi ở dưới đây thì cái hơi sẽ bốc lên trên. Thì cái hơi khi bốc lên trên sẽ đụng cà phê và nó lên trên luôn. Đó, rất là hay anh em nha. Rồi thì nó sẽ lên trên đây. Đó, cà phê khi mà đã nấu xong thì nó lên trên đây, mình chỉ việc rót ra mình uống thôi. Đó, và cái này là hàng của Italia anh em nha, rất là xịn sò luôn. Đi kèm nó là nó có luôn cho mình là một cái bịch cà phê luôn anh em nha. Nó một cái bịch cà phê luôn. Nó cái cà phê này nè, nó Borosta ha anh em. Đó, cà phê Borosta ha. Cà phê này thì xuất xứ ở Việt Nam nha anh em ha, mà làm theo cái công nghệ Ý nha anh em. Rồi thì nói chung nó cũng rất là hay. Nó rồi thì trọn bộ như vậy á thì bên em đang bán với giá là 999.000. Đó, 999.000 anh em ha. Là đại khái là gần như 1 triệu anh em nha. Tình trạng thì mới chưa qua sử dụng anh em ha. Cái này á, là hàng nhập Italia. Nó rất là xịn sò. Đó, cái này là cũng thanh lý thôi mới có giá này ha anh em. Đó, chứ cái này lúc trước anh em mà vô những cái store anh em mua á, nó là phải cả 2 triệu một bộ anh em ha. Mà mua cũng không được nữa. Rồi còn bây giờ á, thì người ta thanh lý số lượng vài chục cái, anh em thích thì lấy giúp em nha. Rồi 1 triệu một cái anh em ha. Tình trạng mới chưa qua sử dụng ở đây. Còn cái miếng giấy em chưa gỡ ra luôn nha anh em. Rồi nó nhôm nguyên khối anh em ha. Rất xịn sò. Công nghệ của Italia. Đó, sản xuất tại Italia luôn. Đó, quá là xịn anh em ơi. Rồi ok, anh em nào quan tâm thì inbox giúp em nha. Tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là cái vòi rửa tay, rửa chén anh em nha. Đó, hàng nội địa Nhật rất là xịn sò luôn nè. Đó, đây, đây là cái đầu tiên đây thì anh cho anh em coi. Cái này là của thương hiệu là Panasonic anh em nha. Đó, thương hiệu là Panasonic, hàng nội địa Nhật. Nó có cho mình hai cái cọng dây. Đó là một cái cọng nóng và một cái cọng lạnh anh em nha. Đó, một nóng và một lạnh nè. Nó cũng như ở đây, nó có cái nút này để cho anh em mình biết là xài nước nóng hoặc nước lạnh luôn, đều ok. Còn nếu như anh em mà mình xài nước lạnh không thì mình câu cả hai cái nguồn nước lạnh vô trong cái hai cọng dây này cũng được luôn. Rồi thì cái này anh em thấy ha. Nó rất là đẹp nha, tình trạng là rất là đẹp luôn. Chỉ có khi nào nó về nó không có cái hộp thì nhìn nó như vậy thôi. Chứ hầu như là chưa có qua sử dụng anh em nha. Đó, nó về nó không có cái hộp và cái này nó làm bằng hộp kim cũng này cũng thép không rỉ anh em nha. Đó, anh em nhìn những cái chi tiết nó là mình thấy ha, rất là chất lượng luôn. Rồi thì cái này em đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn nha anh em. Rồi cái này chiều dài anh em thấy, cái chiều dài của nó từ cái phần thân cho tới cái phần mũi của cái vòi á là nó khoảng là 30 cm anh em nha. Còn cái chiều dài của cái phần này á thì nó khoảng là 12 cm. Đó thì anh em mình thấy phù hợp với nhu cầu mình thì mình mua nha. Cái này giá của nó là 1 triệu nha anh em. Đó, tại Nhật cũng rất là đắt tiền nha anh em. Đó, giá 1 triệu nha. Rồi, rất là xịn sò. Rồi, thương hiệu Panasonic giá 1 triệu. Rồi, tiếp theo thì em lên cho anh em một cái rất là đẳng cấp nữa. Cái này là hàng này là của Toto. Đó, Toto anh em nha. Đó, Made in Japan luôn. Cái này á, thì tại Nhật hoặc là tại châu Âu người ta vẫn rất là chuộng cái dòng Toto này. Toto là một cái thương hiệu quá nổi tiếng rồi. Rồi thì cái này nó cũng có là hai dây anh em ha, hai dây, một dây nóng và một dây lạnh anh em nha. Đó, ở đây thì nó cũng có biểu tượng nóng lạnh để trong cái quá trình mình sử dụng mình cho tiện lợi anh em nha. Rồi cái này thì cũng là thép không rỉ luôn, rất là đẹp, rất là xịn sò. Nói chung là những cái đồ mà của Nhật mà nó chạm nước đó, là người ta đều làm là thép không rỉ không à. Rồi thì cái kích thước của này cũng giống như kia luôn ha, chiều dài là 30 anh em ha, 30 cm nè. Rồi còn chiều cao từ cái phần này lên là 12. Đó, rồi thì đại khái ha, rất là đẹp, tình trạng chưa qua sử dụng ha, rất là hiếm nha anh em. Nó của Toto, nội địa Nhật, sản xuất tại Nhật luôn. Rồi ok, cái coi này thì bên em đang bán với giá là 1 triệu rưỡi nha anh em. 1 triệu rưỡi nha, nó khách hàng người ta mua rồi là người ta đều mua nữa thôi. Với lại anh em mà đã xài được đồ của Toto rồi là anh em sẽ không bao giờ thích xài những cái hãng khác, khẳng định với anh em luôn. Rất là đẳng cấp. Rồi giá 1 triệu rưỡi nha anh em, nào quan tâm thì inbox giúp em luôn nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu máy phát điện sử dụng xăng nha anh em. Đó thì cái này là cái động cơ của nó là 4 thì ha. Nó sử dụng xăng. Và cái này ở đây á, thì nó có cho mình hai cái cổng để mình lấy điện ra nè anh em ha. Nó hai cái cổng để lấy điện ra là điện 220 luôn. Đó, mình chỉ việc mình ghim vô cái điện lưới của mình là mình xài thôi. Rất là tiện lợi luôn nha anh em. Và cái máy phát điện này thì cái công suất của anh em nhìn vô ha, anh em thấy là công suất tối đa là 3,5 kg nha.
Đó, 3,5 kg là công suất tối đa, còn cái công suất tải bình thường của nó là 3 kg. Rồi thì anh em mình cứ tính những cái thiết bị điện của mình, ví dụ như là cái máy lạnh là một ngựa thì nó là khoảng 750W ha. Đó thì cứ cộng vô thôi, mình cộng vô mà khoảng 3 kg này là nó xài ổn định nha anh em. Rồi thì cái này á là nó, cái máy phát điện này thì nó nặng, tổng cái độ nặng của nó khi mà chưa có nhiên liệu á anh em là nó khoảng là 37 kg nha anh em. Đó, chưa có nhiên liệu thì nó nặng khoảng 37 kg, và anh em chỉ việc mình đổ xăng vô trong đây thôi. Đó, mình đổ xăng vô trong cái bình xăng này là mình xài. Đó, thường á là cái mức độ tiêu hao nhiên liệu của nó cũng không cao anh em ha. Thí dụ như là 1 lít thì mình xài được chắc cũng khoảng là hơn 1 tiếng. Nó cũng tùy vào anh em mình xài cái thiết bị gì, nó cái công suất là bao nhiêu. Rồi thì thường á là ở đây em đổ 6 lít thì em xài khoảng từ sáng tới chiều luôn anh em ha. Nó thường nó cúp điện thì mình xài vậy là rất là ok rồi. Rồi thì cái công suất này thì anh em có thể xài được là máy lạnh nè. Đó, xài được tủ lạnh, xài được máy giặt ha, thậm chí mà máy bơm nước rồi anh em cũng xài được luôn. Đó thì mình cứ tính ở trong cái khoảng là 3 kg, 3 kg rưỡi này là anh em sẽ xài được nha. Rồi cái máy phát điện này là của thương hiệu là Shindaiwa. Đó, Shindaiwa nha anh em. Rồi, rất là xịn sò. Đó. Rồi bây giờ ở đây á thì em cũng test thử cái khả năng cho anh em mình xem luôn ha. Đó, ở đây thì em sẽ test bằng cái con cưa đĩa này. Cưa đĩa này á là công suất 1200W. Rồi, thì em test thử cho anh em luôn. Ở đây nó có công tắc on off nè. Khi xài thì mình mở lên on nè. Với lại cái e này ha, mình kéo cái e qua, mình giật cái rồi mình xả e lại. Đó. Em thấy ha, ở đây thì nó có cái đồng hồ nó hiển thị cái số volt mà của cái máy phát điện này nó sản sinh ra. Nó hồi nãy là nó ghi cho mình là nó chạy lên cái kim này tới mức là 220 ha. Thì anh em xài được điện 220 của mình nha. Rồi, còn ở đây nó có một cái ngăn này thì anh em ha, trong cái quá trình mình sử dụng đó thì mình chú ý cái mức nhớt của nó để mà mình chăm nhớt ha. Thường thì anh em mua về á thì anh em kiểm tra coi nó còn nhớt hay không. Nếu như mà nó hết nhớt thì mình châm nhớt vô, mình chỉ cần mua cái nhớt xe máy nhớt 4 thì là anh em đổ vô là được rồi nha. Đó, rồi còn cái này là trên đây là đổ xăng. Rồi thì cái này nó cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu anh em ha. Đó, nó xài thí dụ như là từ sáng tới chiều mà anh em đổ 100 mấy 200 ngàn xăng là anh em xài được nguyên ngày rồi. Đó, nó cũng đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu cho mình, cho anh em sử dụng gia đình hoặc là làm công trình, thầy thợ rồi cũng khá là ok ha. Những nơi mà nó không có điện á, đó, những nơi mà không sử dụng điện được hoặc cúp điện gì đó thì mình xài rất là hay nha. Rồi thì cái máy phát điện này thì bên em đang bán với giá là 4,7 triệu nha anh em. Nó máy phát điện của thương hiệu là Shindaiwa anh em nha. Nó Shindaiwa giá là 4,7 triệu. Rồi thì anh em nào mình quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Hôm nay em giới thiệu đến anh chị em là một sản phẩm rất là đặc biệt, đó là một con robot hút bụi hàng nội địa Nhật. Nó tình trạng mới phun thùng, khui hộp rất đã luôn anh em. Rồi bên trong thì nhân vật chính là một cái con robot hút bụi của thương hiệu Trifo. Đó, khá là đẹp anh em ha. Tình trạng mới chưa qua sử dụng thì nhìn phải rất là đẹp rồi. Đó. Rồi tiếp theo thì cái phụ kiện của nó gồm cho mình là một cái đế sạc anh em ha. Cái đế sạc này thì để dành cho con robot nó có thể tự động quay về sạc luôn, mỗi khi nó hết pin hoặc là anh em ra lệnh cho nó nha. Đó, đế sạc rất là thông minh. Nó cái cục sạc này nếu như bán riêng ở ngoài không cũng trên 1 triệu rồi đó anh em. Đó, rồi tiếp theo thì ở đây em tìm tiếp cho anh em một cái phụ kiện khác ha. Nó túi đựng bụi là có đầy đủ nha. Rồi, ở đây là em lấy tiếp cho anh em nghe là một cái cáp sạc anh em ha. Cáp sạc này là nó sử dụng được điện là điện AutoVolt luôn, từ 100 tới 220V luôn nha, rất là tiện lợi. Rồi, bây giờ thì em sẽ kết nối nó với điện thoại và test cho anh em.
Dạ rồi, sau khi cài đặt và kết nối xong với cái app của điện thoại thì mình chỉ việc là mình vô trong cái app của điện thoại thôi. Anh em chọn nó ha. Rồi ở đây nè, nếu như anh em mình đi khỏi nhà đó mà mình muốn ở nhà cho nó vệ sinh thì chỉ việc anh em bấm cái nút clean là dọn dẹp sạch sẽ, là nó sẽ tự động chạy nè anh em thấy không? Đó, nó sẽ tự động chạy và nó có cảm biến té cầu thang luôn anh em. Nó tức là nó chạy tới những cái nơi mà như vậy, tự động nó sẽ rút lại. Đó anh em thấy không? Nó không có té xuống bàn luôn nữa, nó rất là thông minh anh em nha. Đó, hút bụi rất là tiện lợi luôn, cực kỳ thông minh ha. Đó anh em thấy không? Nó di chuyển cực kỳ thông minh, tức là cái khoảng trống nào ở trong nhà mình nó cũng sẽ di chuyển hết luôn nha anh em. Đó, nó không có bỏ chừa một cái khoảng trống nào luôn nha. Đó, khá là ok ha. Đó. Rồi còn nếu như anh em mình muốn nó dừng lại thì ở đây nó có cái nút bao nè, bao là stop nè, bấm lại. Nè em bấm bao nè. Đó, em bấm là nó dừng lại anh em thấy không? Đó, nó dừng lại nè. Rồi em cho nó lau tiếp nè, vệ sinh tiếp nè, em lại bấm vô. Đó, nó bắt đầu nó chạy tiếp ha. Nó khá là ok. Còn ở đây nè, nó có cái núm chọn nè, anh em chọn cái này là cái công suất hút nè. Ví dụ như nó anh em chỉnh trừ là nó hút nhẹ, còn mà anh em mà chỉnh cộng là nó hút mạnh hơn anh em ha. Đó, khá là ok nha. Đó, còn nếu như anh em mà mình dừng lại mình cho nó quay về nó sạc nè thì bấm vô đây. Ở đây nó có hiển thị phần trăm pin anh em thấy không? Nè, như cái con robot này là 98% pin anh em, 97% pin anh em ha. Đó, rồi bây giờ em cho nó quay về sạc nè, nó có cái nút sạc nè, em bấm nè. Đó. Rồi bắt đầu nó sẽ tự định vị, nó tự chạy vòng vòng, nó dò và nó quay về tự sạc luôn. Đó, thì cái mẫu robot này nó cực kỳ hay, cực kỳ thông minh luôn anh em. Đó, mà giá cực kỳ tốt luôn. Cái này là hàng nội địa Nhật về được một cái lô này ha. Giá rất là tốt, anh em mình mua thì mình inbox cho em nha. Đó, anh em thấy không? Rồi, nó tự động. Đó, nó quay về nơi sạc anh em thấy không? Dạ rồi, thì đây là cái dòng robot hút bụi hàng nội địa Nhật ha anh em. Tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn, cực kỳ thông minh như anh em thấy rồi ha. Khi mình đi đâu đó ra khỏi nhà thì mình chỉ việc mình sử dụng điện thoại để mình điều lệnh cho nó là để cho nó đi hút bụi xung quanh ha. Hút xong rồi thì nó cũng có thể là tự động quay về để nó sạc luôn. Rất là hay anh em, nhà mình có nuôi thú cưng hay là những chị em mà có hay bị rụng tóc đó ha. Nó thì cái con robot này nó chạy xung quanh nhà nó rất là sạch luôn nha anh em. Dạ anh em thấy phía sau nó có một cái cây chổi lớn ha và một cái cây chổi nhỏ ha, nó hút rất là sạch nha. Rồi và nó sản xuất tại Nhật luôn. Rồi ok, con này thì bên em đang bán với giá là 3,2 triệu ha. Anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Giới thiệu đến anh em là đây là cái nồi áp suất anh em ha. Đây là cái nồi áp suất sử dụng điện nha. Cái này là của hàng châu Âu. Này, cái này là sản xuất ở Cộng hòa Séc nha anh em. Đó thì cái này á là nó là cái nồi áp suất, nó cái nồi áp suất sử dụng điện. Rồi thì cái này em sẽ mở sơ cho anh em mình xem ha. Đây, dặn cái này là mở ra thôi. Đó, cái này là cái nồi này là chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Đó, chưa qua sử dụng ha, rất là mới nha. Rồi đi kèm nó có cho mình cái dây điện nguồn luôn nè. Đó, chưa mở bọc luôn. Rồi, còn cái lồng nồi của nó là 2 lít rưỡi nha anh em. Lồng nồi 2 lít rưỡi anh em ha. Thì cái này á là nó có thể cho anh em chế biến là như anh em nấu cơm nè, nấu canh nè, nấu súp nè. Đó, hoặc hầm thịt gì đó tùy anh em ha. Ở đây nó có các chế độ cho mình luôn. Nhưng thật ra là trong cái quá trình mình nấu, ví dụ mình chế biến lần đầu thì mình cứ canh, mở ra mình canh coi chín chưa. Những lần sau thì mình cứ canh đúng cái khoảng của nó là mình dặn là ok. Rồi điện là điện 220V, công suất của nó là 650W anh em ha. Tình trạng là mới chưa qua sử dụng như vậy luôn nha. Rồi đó, cái đây là cái nồi áp suất điện. Anh em xài thì chỉ việc là đó, mình để cái đây, rồi mình khóa lại thôi. Đó, cực kỳ ok luôn nha anh em. Đó, rất là tuyệt vời, rất là tiện lợi cho anh em luôn ha. Rồi, thì cái này thì bên em đang bán với giá là 1.450.000. Đó, 1.450.000 anh em. Đó, nồi áp suất điện 1.450.000. Rồi, tiếp theo thì em qua tiếp cho anh em là một cái nữa, sản phẩm nữa, đó là cái bếp nướng. Đó, thì đây là cái bếp nướng anh em. Đó, cái bếp nướng này á, nó... đây nó để đây hơi bụi bụi xíu. Rồi đây là cái bếp nướng anh em ha. Cái bếp nướng này á là nó cũng là hàng châu Âu luôn. Nó rất là xịn sò nè anh em coi nè. Đó ha, cái này là nó xuất nè, nó của Cộng hòa Séc anh em ha. Đây nè,
nó Cộng hòa Séc Séc Republic ha. Này nó xuất qua Berlin, Paris nè, Roma, nó Pháp, Đức, Ý rồi ha. Nó những cái nước rất là lớn anh em ha. Thì cái hàng châu Âu thì cái tiêu chuẩn của nó rất là cao. Đó, và một cái đặc biệt nữa là hàng châu Âu thì nó sử dụng chung cái nguồn điện của mình, cho nên là xài được điện 220. Rồi thì cái này á là em đo sơ qua cái kích thước tổng chiều dài cho anh em ha. Tổng chiều dài của nó là 58cm anh em. Tổng chiều dài 58cm. Còn chiều rộng của nó ha, chiều rộng của nó là 28 anh em ha. 58 x 28 nha. Cái này tình trạng là chưa có qua sử dụng anh em ha. Tình trạng là chưa có qua sử dụng nha. Đó, rất là ok cho anh em luôn. Rồi đi kèm nó có cái dây điện cho anh em nè. Đó, anh em xài. Đó, về anh em gắn cái này vô đây. Đó, gắn cái chui này vô đây là anh em xài thôi. Đó, cắm điện vô. Còn cái này là anh em chỉnh nhiệt độ nè. Đó, anh em chỉnh độ nóng nè. Ví dụ anh em nấu mà lúc mà mình nướng á, mình muốn nướng cho nó chín á thì mình để cái nhiệt độ cao, còn cái lúc mà mình đã chín rồi mình để chỉ hâm thôi thì mình chỉnh nhiệt độ thấp thấp lại cho nó ấm ấm thôi. Đó, thì cái này trong quá trình anh em sử dụng thì anh em biết ha. Rồi ok, ở phía sau này nó có cho mình một cái ngăn. Là cái ngăn này là cái ngăn đựng dầu trong cái quá trình mình nướng anh em ha. Những cái dầu mỡ mà nó ra từ thức ăn á, nó sẽ chảy về trong cái khe này. Thì ở đây nó có cái ngăn cho mình, là cái ngăn đựng dầu. Anh em lấy ra, anh em đổ dầu ra thôi. Khá là ok anh em ha. Rồi, cái con này á thì đó, cái con này là công suất của nó là lên đến 1800W luôn anh em. Công suất lên đến 1800W ha. Điện là điện 220V. Tình trạng là chưa xài luôn nha. Bếp nướng. Đó, bếp nướng. Rồi, hàng châu Âu. Con này thì bên em đang bán với giá là 1.050.000. Đó, con này bên em đang bán với giá là 1.050.000 nha anh em. Đó. Rồi, tiếp theo thì ở đây em qua tiếp cho anh em là một cái mẫu nữa. Thì cái mẫu này. Đó, cái mẫu này thì anh em thấy ha. Cái mẫu này thì nó là cái bếp nướng xay. Đó, cái mẫu này thì nó là cái bếp nướng xay anh em ha. Rồi, cái bếp nướng xay rất là đẹp luôn. Và cái này nó rất là tiện lợi. Khi mà anh em sử dụng á, thì anh em ghim điện vô. Thì ở đây nó có cái chế độ nè, cái chế độ tắt mở nè, cái chế độ là xoay nè. Đó, tắt mở xoay nè. Với lại ở trên đây nó có cho mình hai cái cấp độ nóng. Ví dụ là 750W và 1500W. Đó, thì tùy anh em. Ví dụ anh em muốn nướng nó chín thì mình lúc đầu thì mình cứ để cái công suất nó cao để cho nó mau chín. Rồi lúc sau thì mình giảm cái nhiệt độ lại để cho nó giữ ấm. Thì tùy anh em ha. Và ở đây nó có set thời gian nữa. Ví dụ là nó xay trong vòng bao lâu. Đó. Thì bây giờ em cũng ghim điện em thử cho anh em luôn. Và cái này anh em. Cái này nè là anh em. Cái này nè nó rất là hay ở chỗ là cái này mình có thể mở ra rất dễ dàng. Anh em lấy ra để anh em vệ sinh. Đó. Mình có thể dỡ ra là mình lấy ra mình vệ sinh mình rửa đồ cũng rất là ok anh em ha. Đó, còn để vô thì chỉ việc đặt vô thôi. Còn cái này cái đường kính của cái vỉ này. Cái đường kính của cái vỉ này á, là 36cm. Cái đường kính của cái vỉ này là 36cm nha anh em. Đó, đường kính của cái vỉ này là 36cm. Đó, rất là tiện lợi luôn anh em ha. Tức là cái đường kính nó lớn thì mình sẽ có thể là mình nấu được nhiều cái thức ăn. Đó, mình sẽ có thể là nướng được nhiều loại thức ăn. Rồi, còn ở bên đây, cái phần này. Cái phần này thì nó có cho mình cái khóa anh em có thể nè. Nó mình khóa là do cái dĩ này nè, mình có thể mở ra. Đó. Anh em thấy không? Mình khóa lại thì mình để vô đây. Nó mình khóa lại thì nó sẽ không có chạy đi được nữa. Còn nếu như anh em muốn kéo ra ngoài để nấu hoặc là để ăn á, lúc mình đã nướng xong rồi mình cỡ dỡ ra để mọi người cùng ăn á thì mình có thể lắc cái cây này qua. Đó, khá là ok nha anh em. Rồi thì cái này em sẽ ghim điện vô thử cho anh em luôn. Đó thì đi kèm nó cũng có dây điện, ok, mọi thứ ok hết cho anh em nha. Cái này em ghim điện vô cho nó xay thử cho anh em mình coi. Bởi vì cái này á là anh em phải thấy nó xay anh em mới thấy được là nó rất là đã. Đây, để em bắt cái ổ điện vô. Đó. Rồi, chỉ việc là ghim điện vô thôi. Đó, rồi sau khi ghim điện anh em ha, nó ghim được điện 220 luôn. Rồi khi ghim điện xong anh em bật cái công tắc on off nè. Đó, mình bật cái công tắc on off này. Rồi anh em điều chỉnh cái độ này. Dưới bên đây nó có một cái công tắc on off nữa nè, mình bật cái đây nữa.
Rồi bắt đầu là nó xây, anh em thấy không? Đó, nó xây rất là ok nha anh em. Đó, nó xây vậy nè. Rồi nó nướng bằng cái điện trở ở trên đây nè. Nó nướng bằng cái điện trở ở trên đây. Nếu như em xét thời gian, em chọn thời gian bắt đầu là nó sẽ chạy cho anh em coi nè. Đó nè anh em nhìn nè. Đó anh em nhìn, anh em thấy không? Nó nướng bằng một cái điện trở nóng. Nó làm nóng thức ăn ở dưới cái vỉ này. Nó rất là hay luôn nha anh em. Mà nó xây nè. Đó anh em coi, nó xây rất là đã ha. Nó còn nếu như anh em không muốn nó xây thì anh em bấm dừng. Bấm cái nút trên đây thì nó sẽ không xây, nó sẽ nằm im. Còn nếu như anh em muốn xây, thí dụ mình ăn đông người mà xây thức ăn á, thì mọi người đều có thể gấp được á, thì mình bấm xây. Đó, còn đây là hẹn giờ, anh em muốn hẹn là bao lâu, thời gian là bao lâu, tính bằng phút anh em ha. Đây nè. Đó, còn không thì mình cho nó về không. Hãy về không thì cái máy nó cũng sẽ tự động nó tắt luôn, tại vì nó không có nướng nữa. Đó, rất là ok anh em ha. Còn về cái công suất thì anh em cứ chỉnh tùy cái công suất anh em muốn nướng, 1500W hoặc là 750W tùy anh em nhé. Rồi, còn cái trục này anh em mở trục ra, đó anh em gấp thức ăn, rất thoải mái. Nói chung cái này rất là ok nha anh em. Cái này rất là ok, mà giá cũng cực kỳ tốt luôn anh em ha. Con này, nó cái bếp nướng xoay này thì bên em đang bán với giá là 2 triệu 6 nha anh em. Đây là bếp nướng điện xoay 2 triệu 6 ha. Đó, rất là tuyệt vời. Anh em nào quan tâm thì inbox giùm em luôn nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bộ bài ha anh em. Đây là một bộ bài 3 cây của Nhật, rất là xịn sò cho anh em mình luôn nha. Nó gồm một cái cây nhọn nè. Cây nhọn này mình có thể mình trồng cây, trồng rau, trồng hoa cũng được nha. Rồi, cái cây này là cây vuông. Đó, và một cái cây là cây tròn. Cây tròn là tại đầu nó tròn ha. Rồi một bộ bài này á, thì hai cái cây này nè. Đó, cây nhọn và cây tròn này thì đồng giá với nhau nha anh em. Đồng giá với nhau là 70k. Đó, hai cây này đồng giá với nhau là 70k một cây. Còn cái cây vuông này á thì giá của nó là 90k. Nhưng mà nếu như anh em mình mua trọn bộ cả ba cây này là giá 230k, bên em bao ship luôn nha anh em. Đó, một cái bộ bài rất là xịn sò nha. Rồi, một bộ ba cây về là 230 bao ship nha anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô là cái quặng anh em ha. Cái quặng hay còn gọi là cái phễu á, để anh em mình có thể mình rót những cái dung dịch lỏng vô trong cái bình được ha. Đó thì anh em có thể là mình sử dụng để mình rót xăng, dầu hoặc là thực phẩm cũng được luôn nha. Bởi vì cái này á là nó làm bằng inox cho nên nó khá là an toàn ha. Và cái này là cái lô này là hàng nội địa Nhật, sản xuất tại Nhật luôn nha anh em. Đó, made in Japan, rất là xịn sò anh em nha. Đó, nhìn rất là đẹp luôn ha. Rồi, ok, thì cái này bên em đang bán với giá là một cặp là 100k nha anh em. Đó, bán với giá là một cặp là 100k. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em ha. Nó em về được một cái lô. Nó số lượng nhiều cho nên giá cũng khá là tốt luôn nha. Một cặp là 100k. Đó, cái phễu hoặc là cái quặng bằng inox anh em nha. Đó, rất là xịn sò. Rồi, ok, anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu đèn decor ha. Đèn decor để đọc sách ha, đọc sách hoặc là để bên hông cái ghế sofa đó, để mình có thể ngồi mình đọc sách đồ đó. Đó, các thể loại nha. Và cái đèn này cũng rất là cao nè anh em. Đó, anh em nhìn từ dưới chân lên tới trên đây luôn ha. Đó, rồi em đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn đi. Rồi, chiều cao từ ở dưới đất lên tới cái phần mà cái co của cái đèn này là 1m48 nha anh em. 1m48 nha. Rồi, khá là ok. Rồi, còn về cái phần này là cái chóa đèn nè. Cái chóa đèn này thì mình có thể điều chỉnh anh em thấy không? Điều chỉnh nè, điều chỉnh cái độ nghiêng tùy thích của anh em. Ví dụ như anh em muốn nó nghiêng đi đâu. Đó, thì khá là ok. Rồi, ở trong đây nè, em đo cái đường kính của cái chóa này luôn cho anh em mình đi. Đường kính của cái chóa này là 14cm nha anh em. Thì khi anh em mua đèn mình lưu ý ha, mình mua cái bóng đèn nhỏ hơn 14cm thì tầm khoảng, cái này nó có hình giống hình cái nón lá thì mình mua cái đèn nó tầm khoảng 10cm thôi là mình xài được. Ok nha anh em. Và cái này là sử dụng được là điện autovol luôn ha. Nó từ 100 cho tới là 220V luôn. Rồi thì ở đây nó anh em chỉ việc là mình cắm vô điện thôi. Nó ghim vô điện thôi. Rồi ở đây nó có công tắc nè. Nó bật cái nè. Rồi bật công tắc lại đi. Tắt rồi bật lại. Đó, khá là ok, khá là đẹp luôn nha anh em. Rồi bật lại cái nữa. Đó, thì cái này đi kèm nó em tặng cho anh em luôn cái bóng đèn này ha. Cái này là ánh sáng trắng vàng, nhìn nó rất là đẹp anh em ơi. Rồi bật cái nữa đi.
Đó, ok, khá là đẹp ha. Cái này có thể để bên hông cái ghế sofa hoặc là bên hông cái giường ngủ á. Đó, thì nó cái ánh sáng nó rất là đẹp luôn. Mà cái này là trang trí decor cực kỳ hay nha anh em. Hàng nội địa Nhật về em về được có một cây này thôi. Đó, về được chính xác là một cây hay hai cây gì đó, nhưng mà có một hoặc hai cây thôi. Rồi, thì cái cây này thì bên em đang bán với giá là 1 triệu 2 nha anh em. 1 triệu 2 ha, có kèm cái bóng đèn cho anh em luôn. Và ở đây nó có cái công tắc này. Đó, mình xài mình tắt mở ở đây. Rồi, giá 1 triệu 2. Đèn decor của Nhật ha. Rồi, ok anh em. Đó, cái này thì mình có thể điều chỉnh được cái độ ha, cái độ nghiêng của bóng đèn, ví dụ lên xuống qua lại gì đó mình điều chỉnh như thế nào cũng được luôn. Đó, rồi, ok. Giá 1 triệu 2, tình trạng chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Mới về được cho anh chị em mình lại là một cái lô máy hút bụi cầm tay của thương hiệu là Takashi. Đó, thì đây là máy hút bụi cầm tay rất là nhỏ gọn luôn anh em ha. Đó, cái này á thì nó cực kỳ nhỏ gọn, nó thích hợp cho anh em mình là hút bụi ở trên xe ô tô nè, ở bàn làm việc nè, hoặc là những cái không gian mà chật hẹp á, thì anh em mình sử dụng những cái mẫu máy hút bụi này thì nó rất là hiệu quả luôn nha. Cái thứ nhất là nhỏ, gọn, nhẹ nhưng mà rất là tiện lợi mà nó lại được việc nữa. Rồi thì cái máy này á, là anh em thấy ha, nó cầm dạng cây súng nè. Nó em bỏ trên bàn tay em thì nó cũng cỡ này thôi. Đó, rất là tiện lợi ha. Đi kèm của nó là anh em nhìn vô là anh em mình thấy nè. Nó gồm là cho mình là một cái thanh nối dài nè, để anh em cắm vô mình hút trong cái cốc nước hoặc trong những cái khe rồi anh em ha. Đó, những cái khe cửa, cái khe kẹt rồi đó. Rồi cái đầu này của nó có cho mình một cái đầu nữa là đầu chổi anh em nè. Khi mình gắn cái đầu chổi này vô mình có thể vừa quét vừa hút luôn nè ha. Mình quét nó ra được những cái bụi bẩn li ti mà hút được luôn nè. Rồi đi kèm nó có cho mình cái đầu thổi nữa anh em. Cái đầu này anh em ghim vô nè, anh em thổi nè ha, thổi bong bóng luôn ha. Mình ghim ngược ở phía sau cái máy á là mình có thể thổi được bong bóng nha. Đầu này cũng là thổi luôn nè. Rồi đi kèm nó là có cho mình luôn cái cáp sạc anh em ha. Một đầu thì anh em ghim vô trong cái máy này, nó sạc ở đây. Rồi một đầu là ghim vô chui USB để mình xài thôi. Rồi thì bây giờ em sẽ test luôn cái hiệu quả làm việc cho anh em mình coi ha. Anh em thấy cái chén gạo nè, em nè, bật lên nè, tích tắc. Đó anh em thấy không? Chưa tới 2 giây là em đã hút hết cái chén gạo này rồi anh em ha. Rồi em, khi mà mình mở ra vệ sinh thì cũng chỉ việc mình vặn ngược nó lại thôi. Rồi thì ở đây nó có cho mình luôn cái màng lọc. Cái màng lọc này để tránh bụi bẩn bay vô trong máy anh em ha. Cái này nó làm bằng một cái loại vải nhựa, cho nên là nó cũng rất là bền. Anh em xài nó bền lắm, nó không có hư đâu nha. Rồi nó mình đổ ra ngoài thôi, những bụi bẩn thì đổ ra ngoài. Rất là gọn gàng luôn anh em ha. Rồi xài xong thì mình lại gắn lại tiếp. Rồi em hút thêm cái nữa cho anh em mình coi nha. 1, 2, 3, vô. Đó anh em thấy không? Chưa tới 2 giây nữa là anh đã hút xong những cái này rồi. Thì những cái bụi bẩn li ti đồ hay là bao ngóc dít đồ lặt vặt đồ là ngon lành cành đầu luôn nha anh em. Đó, rất là nhanh lẹ cho mình luôn. Rồi thì cái mẫu máy hút bụi cầm tay sử dụng pin của thương hiệu Takashi Nhật Bản này thì bên em đang bán với giá là 270k nha anh em. Đó, trọn bộ là 270k. Thì anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em mới về được cho anh chị em mình là cái này gọi là cái nồi chiên. Cái này gọi là cái nồi chiên ngập dầu. Ngập dầu nghĩa là sao? Thì anh em bỏ dầu vô. Đó, mình bỏ dầu ngập vô trong đây rồi ha. Mình muốn cái chiên cái gì thì mình bỏ vô trong đây rồi mình bỏ nó vô trong đây vậy nè. Đó, thì nó chiên xong thì mình vớt ra. Đó, thì cái này là nó có lưới anh em ấy. Khi mình vớt ra như vậy thì dầu nó vẫn còn nằm lại ở bên trong cái nồi này. Đó, thì nó sẽ rất là tiện lợi cho cái công việc của mình ha. Ví dụ như anh em làm nội trợ rồi anh em nấu chiên đồ đó, cái gì cũng rất là ok. Mà anh em mình đi cắm trại camping dã ngoại cũng được luôn. Bởi vì cái này á, nó thiết kế là anh em mình thấy ha, nó thiết kế rất là gọn gàng nè. Ở đây thì cái nút bấm nè, anh em có thể bấm lại rồi mình xếp lại luôn. Đó, mình xếp lại thì nó này nó gọn hơn được xíu nè. Đó. Rồi, thì cái này ha, đó em đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn ha. Một cái combo nó gồm hai cái, một cái nồi chiên và một cái này là cái lưới anh em ha. Đó, cái nồi lưới để anh em vớt ra đó. Rồi thì cái này em sẽ đo trước kích thước anh em nha. Đường kính của nó là 12.5. Đường kính là 12.5. Còn chiều sâu của nó là 11.5. Đó, bằng inox anh em ha. Đó, inox nè. Đó, đây, hàng nội địa Nhật của thương hiệu là Misaki anh em nha. Rồi, ok. Thì cái này giá của nó 190k cái anh em nha. 190k cái anh em mua về mà nấu chế biến những cái món chiên á thì mình bỏ dầu vô trong đây nó cũng ít hao anh em ha, bởi vì nó thiết kế dạng ống như vậy thì dầu cũng không quá nhiều. Nhưng mà khi mà nó ngập lên rồi mình bỏ cái gì vô đây mình chiên cũng được hết luôn nha. Rồi, 190k một cái anh em ha, tình trạng là chưa qua sử dụng của thương hiệu Misaki nha.
Giờ ở đây em lên cho anh em là một cái máy lọc không khí dành cho trên xe ô tô nha nè. Những anh em nào mà mình có xe ô tô thì mình phải có một cái máy lọc không khí này ở trên xe để cho nó lọc bụi bẩn, nó lọc cái mùi hôi, nó ion hóa không khí cho mình, cho nó bảo vệ sức khỏe của mình nha anh em. Đó, thường cái xe ô tô mà anh em chạy lâu ngày nó hay bị hôi á, thì mình phải có cái máy lọc này thì nó sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều. Đó, cái này là của thương hiệu là Hyundai hết anh em, nó hàng của Hàn Quốc nha. Rồi thì cái máy lọc này cũng rất là đơn giản thôi. Ở đây nó có cho mình một cái khe nè, nó đi kèm nó có cái cáp cho mình luôn. Anh em chỉ cần cắm cái cáp này vô với là cái đầu USB là anh em sử dụng thôi. Rồi ở trên đây nè, nó có cho mình một cái lưới lọc ha. Lưới lọc này có than hoạt tính luôn anh em. Đó, cái lưới lọc này á, thì trong cái quá trình mình sử dụng nó sẽ lọc bụi bẩn qua bên đây. Mình xài thời gian thì mình mở ra, mình vệ sinh cái lưới lọc này lại. Nó khá là ok nha. Rồi thì cái máy này á, thì nó hoạt động rất là êm. Nó công tắc on off thì nằm đây, nó hoạt động cực kỳ êm mà thiết kế cũng rất là đẹp nha anh em. Rồi thì cái máy lọc không khí trên xe ô tô này á, thì bên em đang bán với giá là 590 nha anh em. 590k, tình trạng là chưa qua sử dụng luôn nha. Đó, anh em mình cần thì inbox cho em. Và cái này nó cũng hay ở chỗ là ở đây nó có cái khe này anh em. Anh em mở cái này ra, anh em có thể là bỏ tinh dầu vô trong đây cũng được. Nó mình bỏ tinh dầu vô trong đây cũng được. Trong cái lúc mà nó lọc không khí thì nó trao đổi cái không khí ra vô á, thì nó sẽ có thêm cái mùi tinh dầu nữa, thì mình cũng sẽ rất là dễ chịu. Nhưng tùy theo anh em thích thì bỏ, không thích thì không bỏ cũng được nha. Rồi, cái này thì giá là 590 nha anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bộ bàn ghế sân vườn. Nó thiết kế rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, rồi. Cái này thì nó là bộ bàn ghế sân vườn, nó gồm hai cái ghế và một cái bàn anh em ha. Và khi nhập về thì nó full thùng như vậy luôn anh em ha. Hàng nội địa Nhật cho anh em mình luôn nè. Đó, hàng nội địa Nhật nha. Và tình trạng nó là nó mới full thùng luôn. Rồi thì em sẽ nói sơ về cái kích thước cũng như cái thông số của cái bộ bàn ghế này. Thì đây là cái bộ bàn ghế, nó gồm hai cái ghế và một cái bàn anh em ha. Rồi cái chi tiết của nó thì nó làm thiết kế rất là đẹp luôn nha anh em. Nó thiết kế rất là đẹp ha. Tất cả đều bằng kim loại hết nha anh em. Đó, nó rất là chắc, rất là xịn luôn. Và cái này nó sơn tĩnh điện anh em ha. Đó, nó sơn tĩnh điện mã đồng vô nhìn rất là đẹp nha. Cực kỳ đẹp luôn á. Cái này thì anh em để ở ngoài trời, sân vườn đồ, bao nắng mưa luôn nha. Đó, rồi cái này thì em sẽ đo trước cho anh em là cái ghế nha. Rồi, cái ghế, cái mặt ghế á, thì nó khoảng là 37cm. Mặt ghế là 37cm. Còn chiều cao từ cái chân lên tới cái phần ngồi á là 40.5cm. Đó, còn cái phần tựa lưng nè, từ dưới đất lên tới phần tựa lưng luôn là khoảng là 85. Đó, 85. Rồi, còn về cái phần mà cái bàn thì anh em thấy cái đường kính của cái mặt bàn. Đường kính của cái mặt bàn là 59 anh em ha. Đó, đường kính của cái mặt bàn là 59 nha. Rồi, còn cái chiều cao. Chiều cao từ dưới đất lên tới cái phần mặt bàn thì nó là 68. Đó, rất là đẹp, thiết kế cực kỳ đẹp luôn ha. Thường những bộ bàn ghế như vậy mà anh em để ngoài sân vườn thì nó rất là sang. Mà cũng như độ bền của nó thì nó rất là bền. Rồi, ok. Thì cái này á, thì bên em đang bán với giá là 3.9 triệu nha anh em. Tình trạng là hàng nội địa Nhật về full thùng như vậy luôn nha. Đó, 3.9 triệu một bộ nha, gồm hai ghế một bàn. Rồi thì anh em nào mình quan tâm thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Vô mùa mưa gió rồi nha anh em. Đó, nay em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô máy rửa xe sử dụng điện rất là xịn sò luôn, của thương hiệu là Nichido. Đó, thương hiệu Nichido. Đó, Nichido Nhật Bản nha anh em. Rất là xịn sò luôn nha. Thì em sẽ nói sơ về cái máy rửa xe này. Thì đây là một cái máy rửa xe sử dụng điện, nó rất là tiện lợi cho anh em mùa mưa này nha. Đó, thì bây giờ đi theo nó những bộ phụ kiện là gồm một cái cọng dây anh em ha. Dây này nó rất là dài anh em ha, nó dài trên 10 mét. Đó, dây này rất là dài thì anh em có thể rửa xe ô tô, xe máy các thể loại nha, bởi vì dây kéo rất là dài nè. Rồi, đi kèm nó là nó có cho mình một cái cây súng. Đó, súng này là xịt rửa xe ha. Cái đầu này là đầu đa năng nha anh em. Đó, cái này là mình chỉnh cái tia xè hoặc là cái tia gom là cũng bằng cái đầu này. Rồi, ở đây nó có thêm cho mình là một cái thanh nối dài nữa. Nếu như mà mình muốn mà xịt dài á thì mình gắn cái thanh nối dài này vô. Đó, là nó sẽ thành cây súng dài.
Rồi, và nó có luôn cho mình cái bình xà bông. Cái bình xà bông này rất lợi hại anh em. Thì khi mà anh em gắn vô như vậy nè, đó là anh em mình bỏ xà bông, ví dụ như là những cái dung dịch mà rửa xe không chạm hoặc là xà bông rửa xe, thì khi anh em xịt vô trong cái xe, nó gắn cái bình này vô thì nó sẽ đánh bọt tiết ra luôn. Nó y như là rửa xe bọt tiết nha anh em. Rất là dễ dàng cho mình để mình rửa xe nha. Rồi, còn đi kèm nó là nó có luôn cho mình là đây. Đây là cái lọc ha anh em. Cái lọc này là anh em gắn vô trong cái ống hút á. Bởi vì nó khi mà nó hút vô á thì nó thí dụ bụi bẩn rồi nó sẽ không hút vô trong cái máy của mình. Rồi, và đây là cái đầu rắc nối nhanh. Đó, rắc nối nhanh này cũng rất là lợi hại. Anh em thao tác gỡ rắc nối trên máy ra rất là nhanh ha. Chỉ việc một lần rút ra là ok. Rồi, thì còn về cái máy. Đây cái máy khá là nặng nha anh em. Đó, cái máy này siêu nặng ha. Nó nặng khoảng là 8-9 kg là nghe anh em. Rất là nặng nha. Đó, ở đây có cái đồng hồ hiển thị áp nè. Rồi, cái máy này thì cái công suất của cái máy anh em ha. Công suất của cái máy là 1000W anh em ha, 7 lít trên phút nha. Đó, của thương hiệu là Nishido. Công tắc on off thì nằm ở đây. Rồi, thì bây giờ em cũng không để anh em chờ lâu. Em cũng sẽ test thử cái khả năng cũng như là cái hiệu quả của cái máy này khi rửa xe cho anh em xem luôn nha. Dạ rồi, thì bây giờ em đã lắp đặt cái máy này xong. Bây giờ em test thử cho anh em luôn ha. Thì anh em mình nhìn vô, cái cách lắp đặt cũng rất là đơn giản. Nó chỉ có hai cái cọng dây thôi. Một là cái dây truyền nước vô máy, và cái hai là cái cọng dây từ máy truyền ra cái cây súng. Đó, chỉ việc vậy thôi, rồi mình ghim điện mình xài thôi. Nó rất là đơn giản luôn nha anh em. Nó anh em nhìn cái cọng dây áp của nó cực kỳ dài ha. Mình có thể kéo đi, nó đứng để cái máy ở một chỗ, mình kéo đi xung quanh nhà cũng được luôn nha. Bởi vì dây dài nó hơn 10 mét nha. Rồi, thì ở đây có cái công tắc on off nằm ở đây nè. Em chỉ việc em bóp vô ha. Rồi, là được. Rồi, thì ở đây nó có cái cò nè anh em. Đó, cái cò ha. Rồi, chỉ việc mình bấm thôi. Đó, rất ngon lành anh em nha. Cực kỳ mạnh luôn nè. Em thổi bay những cái lớp xi măng cũ ở đây cho anh em coi luôn nè. Đó, đó, rất là ok. Siêu mạnh anh em nha. Em test thử luôn với cái bì cắt tông cho anh em coi ha. Đó, đứt luôn anh em nha. Cắt cái bìa cắt tông cực kỳ ngọt anh em nha. Đó, rất là mạnh nha. Rồi, thì bây giờ em đẩy xe vô em thử cho anh em mình coi luôn. Đó, xịt rất là nhiều cái chế độ anh em ha. Đây, em xịt rửa xe, nó xe ở đây dơ ha. Xịt nè. Đó, ra xịt. Còn mình muốn chỉnh chế độ xè nè anh em, chỉ cần về dẫn này thôi. Đó, thang xè hoặc gươm gì đó cực kỳ mạnh anh em nha. Đó, đó, cái chế độ xè này thì mình cũng có thể là mình tưới cây hoặc là phun thuốc trừ sâu cũng được anh em nha. Đó, còn chế độ gươm thì mình rửa xe rất là sạch ha. Đó, rồi còn về cái bình xà bông á thì anh em chỉ việc mình bỏ cái xà bông vô là mình phun thôi. Tại ở đây em không có xà bông, chứ không em có là em test thử cho anh em coi luôn rồi. Rất là tuyệt vời nha anh em. Rồi, đó anh em thấy ha, hiệu quả rất là tuyệt vời. Cũng như là đi kèm nó là nó có luôn cho mình một cái dây này. Cái dây này là dây cấp nước vào á. Và cái máy này là nó có khả năng là tự hút luôn nha anh em.
máy này nó có khả năng là tự hút luôn, cho nên mình chỉ việc mình bỏ vô trong cái thùng bê để cho nó hút cũng được, mà mình cấp nước trực tiếp từ vòi xuống cũng được. Đó, nhưng mà thật ra là cái kinh nghiệm của em á, là mình cấp nước là nó sẽ ngon hơn, bởi vì cái máy nó hoạt động nó sẽ nhẹ hơn và cái độ bền của nó sẽ rất là cao nha anh em. Dạ rồi, thì em vừa test xong cái hiệu quả cũng như cái công suất của cái máy rửa xe sử dụng điện của Nichido này thì anh em thấy rồi ha. Đó, một cái hiệu quả rất là tuyệt vời để cho anh em mình rửa xe nè, vệ sinh nhà cửa nè, sân vườn nè, cũng như là rửa các loại xe, xe máy, xe ô tô, các thể loại cho mình luôn nha. Rồi, mà cái thiết kế của nó cũng cực kỳ gọn gàng luôn ha, y như em quay luôn. Rồi, thì cái máy này bên em đang bán với giá là 1.1 triệu nha anh em. Đó, 1.1 triệu nha. Đó, tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn anh em ha. Rồi, ok, anh em nào mình quan tâm tới cái mẫu máy rửa xe sử dụng điện của Nichido Nhật Bản này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì trong cái lô hàng Nhật đợt này em về được cho anh chị em mình là một cái cặp bình bằng đồng. Đó, cái cặp bình bằng đồng dành cho anh chị em mình để trên bàn thờ ha anh em. Dạng như là mình để mình thờ cúng, mình trưng trái cây đồ cũng được, hoặc là mình để trên bàn cũng được, rất là đẹp luôn anh em. Thì ở đây nó có hai phần. Đó, một phần là cái phần này. Đó, cái phần này nó có cái lỗ này nè, để cho anh em mình có thể mình bỏ nước vô rồi mình bỏ cắm hoa anh em nha. Đó, mình cắm hoa ha, mình để cái hoa lên đây. Rồi, và còn cái phần đĩa này á thì mình có thể để trái cây. Đó, thay vì bình thường người ta trưng một cái đĩa trái cây á, người ta sẽ bỏ cái trái to ở trong đây để nó che cái lỗ này lại nè, những cái trái nhỏ thì để xung quanh đây. Đó, thì em cũng sẽ đo sơ cái đường kính cho anh em mình luôn ha. Cái đường kính của cái đĩa này là lên đến là 33.5 cm. Đó, 33.5 cm và làm bằng đồng luôn nha anh em. Đó, làm bằng đồng luôn, từ cái bình cho tới cái đĩa đều làm bằng đồng hết nha anh em. Đó, rất là đẹp luôn anh em, nhìn vô là mình thấy ha, nó có 3 chân. Đó, nó có 3 chân làm bằng đồng. Rất là đẹp anh em nha. Ở đây nó có cái hoa văn nổi nè anh em. Đó, nó vẽ cái cành đào ha, cái cành cành tùng nè, cái nhà Nhật nè, với lại cái núi Phú Sĩ. Đó, ở bên đây cũng vậy luôn, hai cái này đối xứng với nhau, cho nên là nó kết hợp với nhau tạo thành một cặp nha anh em. Đó, một cặp bằng đồng rất là đẹp, bởi vì cũng như em nói là đồ Nhật khi mà nó về trọn bộ trọn cặp nó rất là hiếm, cho nên cái này em cũng sẽ bán cặp và em không bán lẻ. Rất là giá trị nha anh em. Cái này anh em mình để trên bàn thờ ha, hoặc mình để trên bàn chưng rồi đó, nó chưng những cái trái cây rồi ha, mâm củ quả, mâm hoa quả đồ, cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Và cái này nè, em sẽ đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn, tổng chiều cao anh em nha. Tổng chiều cao từ dưới lên là khoảng là 29 cm. Đó, hai con này thì nó bằng nhau. Đó, anh em thấy cái hoa văn của nó không? Rất đẹp nha. Bằng đồng nha anh em. Đó, bằng đồng nè. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, ok, một cặp rất hiếm, rất đẹp. Rồi, cặp này thì bên em để cho anh em với giá là 5.7 triệu nha anh em. 5.7 triệu nha. Đó, bằng đồng. 5.7 triệu anh em ha. Một cái cặp này nó nặng khoảng là 10 kg nha anh em. Đó, nặng khoảng 10 kg. Rồi, thì cũng như em nói lại ha, ở đây nè, nó có một cái ngăn này thì anh em có thể cắm hoa, còn cái phần mà ngoài đây thì mình trưng trái cây. Nó ở bên Nhật người ta cũng làm như vậy, rất là đẹp luôn, rất là cao cấp nha anh em. Rồi, thì cái này cũng là hàng cổ của Nhật nha anh em. Đó, hàng cổ rất là lâu đời của Nhật rồi, cho nên nó ở bên Nhật nó cũng vẫn rất là giá trị. Rồi, ở đây thì anh em mình để lên bàn thờ hay là mình để mình trưng cúng trái cây gì đó, rất đẹp nha. Rồi, giá là 5.7 triệu, anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái máy cassette anh em ha. Đây là một cái máy cassette của Samsung. Cái này cũng tương đối rất là cổ rồi anh em ha. Và cái này là sản xuất tại Korea. Đó, cái này là của Samsung, cổ, sản xuất tại Korea nha anh em. Ở đây nó có cho mình cái ngăn pin nè. Đó, cái ngăn này thì anh em bỏ pin vô xài anh em ha. Và nó là nó sử dụng pin lớn nha nè, pin đại á. Đó. Rồi, hoặc là ở bên đây nó cũng có cho mình là cái cáp, rồi cái lỗ nè. Cái lỗ này thì anh em có thể ghim điện vô mình xài nha, nhưng mà mình sử dụng điện là điện 100V, tại nó là hàng nội địa Nhật nha anh em. Đây nè. Đó, điện của nó là điện 100V anh em nhé.
Rồi thì cái này á, tổng thể thì anh em thấy nó rất là đẹp ha. Và cái này bên em bán cho anh em á, thì cái này á, là nó có thể là sử dụng được là cái cassette anh em nha. Nó cái cassette anh em có thể bỏ cái băng cassette vô là mình nghe nhạc được luôn nha. Rồi anh em có thể nghe radio ha, hoặc là nghe băng cassette cũng khá là ok. Rồi thì cái này anh em nhìn tổng thể rất là đẹp nha. Cái này có thể là thích hợp cho anh em sưu tầm ha, sưu tầm hoặc decor. Rồi cái này chiều dài của nó anh em, chiều dài của nó là 59 cm, chiều dài 59 cm, còn chiều cao tới phần này là khoảng 16 cm, còn tới cái tay cầm luôn á là khoảng là 25 cm. Đó, rất là đẹp anh em nha. Tình trạng rất là lâu rồi mà nó được như vậy thì còn khá là đẹp nha. Rồi ok, thì cái này em để cho anh em với giá là 2,2 triệu anh em ha. 2,2 triệu, hàng sưu tầm decor rất đẹp nha anh em. Tình trạng còn rất là đẹp luôn nha. Đó, ngày xưa những cái con như vậy thì nó bằng cả một cái gia tài ha. Những anh em nào mà biết về những cái máy cassette thì mình biết giá trị rất cao nha. Rồi ok, giá 2,2 triệu, anh em nào quan tâm thì inbox giúp em luôn nha. Em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô cưa xích pin hàng nội địa Nhật của thương hiệu là Nishido nha anh em. Đó, thì cái cưa xích này nó rất là tiện lợi, nó rất là gọn gàng, anh em chỉ cần cầm một tay thôi. Đó là anh em có thể cưa cắt cành cây ha, tỉa dọn sân vườn ha, những cái cây ở trong nhà mình ha, nó khá là ok. Rồi thì cái cưa xích này, cái lam xích của nó để em đo cho anh em mình luôn. Rồi, cái lam xích của nó là khoảng 16 cm anh em ha, là 160mm nha. Rồi thì cái cưa xích này á, thì đi trọn bộ của nó là nó có đầy đủ cái hộp như vậy cho anh em mình luôn ha. Đó, cái đợt này về nó có đầy đủ hộp luôn, với lại nó có luôn cho mình con vít để anh mình có thể mình tháo lắp cái lưỡi xích nha. Rồi mình chỉ việc mình cầm trên tay nè, bấm là chạy thôi. Đi kèm nó cái bộ combo này là nó gồm hai pin luôn anh em. Đó, hai pin 20V ha. Đó, thì đây. Rồi, khá là ok. Bấm này ở đây nè, nó có cái khóa an toàn anh em ha. Mình để chắc chắn là mình sẵn sàng mình bấm á thì nó mới chạy ha. Còn nếu như anh em bóp cái cò không thì nó cũng không chạy đâu. Đây nó có khóa an toàn nè, bấm này vô nè, bấm mới chạy nè. Đó. Đó, cái dòng tua cũng cực kỳ mạnh anh em nhé. Đó, rồi thì bây giờ cái này em sẽ test thử, em cưa cái cây cho anh em xem thử luôn nha. Rồi thì bây giờ em sẽ test, em tua thử khúc cây cho anh em mình coi luôn nha. Bấm nút ha. Ok, nó tích tắc là em cưa cho anh em xong 3 khúc cây ha. Cây này nó bự hơn cái cổ tay em nữa nha anh em. Đó thì cái này cưa cũng rất là nhanh ha, rất là mạnh nha. Đó. Khá là ok. Rồi, quá là hay luôn anh em ơi. Đó, thì anh em thấy cái hiệu quả của cái cưa xích này ha. Rất là gọn gàng, mà rất là khỏe nha. Rồi, anh em có thể cưa cây dọn dẹp sân vườn các thể loại luôn nha. Rồi, thì cái cưa này trọn bộ của nó thì như em quay là gồm là một máy nè, hai pin nè, một sạc nè. Đó, và sạc này là sạc xài được AutoVolt luôn anh em. Đó, sạc xài được AutoVolt từ 100 cho tới là 220 luôn. Đó, thì trọn bộ này thì bên em đang bán với giá ha. Đợt này về giá chỉ có 550k thôi. Trọn bộ này là giá 550k ha, rất là rẻ luôn. Còn nếu như anh em mà mình muốn mua thêm một cái xích nữa để trong cái quá trình mình sử dụng lâu á thì mình có thể thay xích anh em ha. Thật ra là cái xích này nè, trong cái quá trình mình xài nó sẽ bị mòn, mòn thì mình chỉ việc mình giũa lại thôi. Mình giũa rất là nhiều lần thì mới phải thay. Nhưng mà nếu như anh em nào vẫn muốn mua thêm cái lưỡi xích thì bên em có kèm thêm một cái lưỡi xích nữa. Nếu như anh em mua thêm cái lưỡi xích này thì thêm 100k nữa, là trọn bộ của cái này là 550, nhưng nếu như thêm một cái lưỡi xích dự phòng nữa thì là 650 nha. Rồi ok, anh em nào mình quan tâm tới cái mẫu cưa xích pin của Nishido này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Mới về được cho anh chị em mình là một cái lô bơm xe. Đây là bơm xe sử dụng pin nha anh em, nó rất là tiện lợi ha. Thì đây, cái này là hàng xuất qua bên Pháp nha anh em, cho nên nó xịn lắm, cực kỳ nặng nha. Rồi thì anh em mình coi sơ ha. Trong đây là nó có hướng dẫn sơ cho mình nè. Cái này là có thể bơm bong bóng, bơm xe ha.
rồi bơm banh nè, thì nói chung là mình sẽ bơm được các thể loại luôn, bơm phao, bơm nệm hay này nọ là được hết luôn nha anh em. Rồi thì bên trong nó đây, đây em mở ra cho anh em coi ha. Rồi bên trong nó sẽ là như vậy nè anh em. Đó, nó sẽ gồm là một cái máy nè. Đó, một cái máy bơm ha. Và đây là những cái phụ kiện gồm một cái đầu để cho anh em bơm xe ha, anh em ghim vô anh em bơm vô trong xe đó. Đây, em sẽ kết nối thử cho anh em mình luôn. Đó, để cho anh em mình hình dung được ha, cũng như cái khả năng, cái hiệu quả của nó. Rồi, kết nối vậy thôi là anh em ghim trực tiếp vô trong xe ô tô anh em bơm thôi. Rồi, một đầu nó là nó có cho mình là cái chui tẩu để anh em sạc bằng cái xe ô tô cũng được luôn nha. Và anh em có thể là sử dụng cái USB này để anh em sạc nó luôn. Rất là hay ha. Nó rất là đa năng luôn nè. Rồi và cái này á, là anh em thấy ha, nó có cái bóng đèn bên đây nè. Đó thì anh em xài anh em chỉ bật nó, mình bật cái công tắc lên thôi. Nó có cái nút đây nè, giữ mấy giây là nó lên thôi. Ở đây nè nó có nút đèn nè anh em thấy không? Đó, cái đèn này thì thật ra nó cũng không quá sáng đâu, nhưng mà nó hỗ trợ được cho mình trong cái lúc mình bơm xe hay gì thì mình rọi vô trong cái xe cũng được ha. Rồi tắt nè. Và ở đây á, nó điều khiển rất là hay anh em. Nó điều khiển rất là hay, ví dụ như là anh em chỉ cần chọn chế độ thôi. Ở đây nó là cái nút bên đây là chế độ nè, bấm qua bên đây thì nó sẽ có chế độ là bơm xe ô tô nè. Đó, nó có hình xe ô tô nè, bấm qua cái nữa thì bên đây là bơm bong bóng, bơm banh nè, cái banh nè. Đó, bấm cái nữa là xe đạp nè, bấm cái nữa là xe gắn máy, nhưng thật ra nó chỉ ghi là cái áp đại khái cho mình thôi, chứ còn nếu như mình chỉnh, mình vẫn chỉnh bằng cái áp cộng trừ này. Ví dụ như là cái bánh xe của anh em là bao nhiêu PSA, nó thì mình chỉ việc bấm thôi. Thí dụ như là 35 thì đây đang là 34 thì bấm cộng nó lên 35, còn 32 thì bấm dấu trừ, ở dưới đây trừ thì nó giảm xuống. Nói chung nó khá là đơn giản, trong khi mà anh em xài xong anh em bấm cái là nó sẽ tự động bơm. Đó, khá là hay anh em, rất là tiện lợi luôn. Nó một cái bơm xe này, khi mà anh em đi dọc đường hay xe ô tô mình mà nó có vấn đề gì đó thì mình nếu như nó hết điện thì mình vẫn có thể cắm vô trong cái tẩu xe ô tô để mà mình bơm luôn. Nó khá là hay nha. Rồi thì cái này á, là nó bơm được các thể loại luôn, em nói là các thể loại luôn ha. Xe ô tô nè, 16 chỗ trở xuống nè. Rồi, nó 16 chỗ trở xuống nè, xe gắn máy, xe đạp, bơm banh, bơm phao, các thể loại bơm luôn. Đó, cực kỳ xịn nha anh em, cái này tình trạng là chưa qua sử dụng luôn ha, full hợp nha. Cái này là hàng xuất qua bên Pháp nha anh em. Đó, cho nên là nó ghi tiếng Anh nè. Đó, khá là xịn. Rồi, ok, thương hiệu của nó là EcoMax nha. Rồi, ở đây nè, nó tối bơm được tối đa là tới 150 PSA luôn nha anh em. 150 PSA, còn cái dung lượng pin của nó là 4500 mAh. Đó, nói chung rất là xịn sò. Rồi thì cái này thì bên em đang bán với giá là 725.000 nha anh em. 725.000 một cái như vậy nha. Nói chung là những cái này là hàng thanh lý lô cho nên giá nó rất là tốt, mà nó số lượng nó sẽ không nhiều. Cho nên là anh em mình á ha, mình quan tâm thì mình chốt nha. Đó, chứ để qua đợt là nó sẽ không còn. Rồi, ok, em cảm ơn anh em đã xem hết cái video này nha. Anh em nào mình mới xem kênh của em thì cho em xin nút like và nút đăng ký kênh nha. Còn những anh em mà mình quan tâm tới cái mẫu bơm xe này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em luôn. Thầy được cho anh chị em mình đây. Đó, đây là một cái tựa lưng công thái học rất là hay luôn nha anh em. Đó, thì em sẽ nói sơ về cái công dụng của cái tựa lưng này. Thì thay vì anh em ngồi trên những cái mặt phẳng như những cái ghế đó ha, thì mình ngồi cái lưng của mình nó sẽ có cái tư thế là bị khom. Đó thì khi mà anh em đặt cái tựa lưng này vô á thì anh em thấy là nó người ta thiết kế theo cái xương sống của mình. Đó cho nên á là khi anh em tựa lưng này vô anh em ngồi sẽ thấy rất là thoải mái, ngồi lâu nó không có bị mỏi. Và cái quan trọng nữa là cái phần mà xương khớp, cái xương sống ở phía sau của mình á, nó sẽ không có bị sai vị trí, là nó sẽ không có bị thoái hóa anh em nha. Đó thì những cái này á khi mà anh em ngồi lâu, ví dụ giống như vậy ha, đó anh em đặt cái này lên. Đó, anh em đặt cái này lên rồi anh em ngồi lên. Đó, thì nó sẽ bảo vệ cái phần lưng của mình. Khi mình tựa ra phía sau nó cũng rất là thoải mái. Và cái phần xương sống của mình nó sẽ cố định lại. Nó sẽ không có bị khó chịu và không có bị mệt mỏi anh em nha. Rồi, đây em cũng ngồi thử cho anh em mình coi luôn. Đó, thì đây, em để lên nè. Đó. Rồi. Đó, thì ngồi thử cho anh em coi ha. Đó, anh em thấy ha. Đó thì khi mà mình ngồi vô á thì mình tựa nè, anh em thấy ha, cái phần lưng của mình ha, nó sẽ rất là thẳng nha, anh em mình nhìn kỹ nè,
là mình thấy cái phần lưng rất là thẳng nè. Em mở cái này ra thử nè, em mở cái này ra thử rồi em ngồi xuống nè, ngồi xuống cho anh em nè. Đó, khi mà không có cái đó thì cái phần lưng của mình nó cong, anh em thấy không? Nó cong như vậy. Thí dụ mình ngồi một chút thì không sao, nhưng nếu như mình ngồi lâu hoặc làm văn phòng hoặc là ngồi cái gì đó lâu thì nó sẽ rất là mỏi cái phần sau này. Rồi còn nếu như em đặt cái này lên đó, em đặt cái này lên nè, rồi thì em ngồi vô thử nè, anh em thấy nè, đó nó sẽ rất là thoải mái, anh em thấy cái phần này nè, nó đẩy cái xương sống của mình lên đó, cho nên nó cong như vậy nè. Đó thì cái thiết kế công thái học này là một cái thiết kế rất là hay để trị những cái chứng như đau lưng nè, thoát vị đĩa đệm nè ha anh em. Đó, nó bảo vệ cái cột sống của mình. Rồi thì cái ghế này thì anh em mình thấy ha, nó rất là hay nha, và nó rất là bền. Nó thì anh em thấy là thiết kế bằng nhựa cái kiểu này thì nó khá là bền rồi, nó không có phải lăn tăn gì cái gì luôn. Mua cho con em mình ha, để bàn học nè cũng được nè. Nó hoặc mà anh chị em mình ngồi văn phòng lâu á, mình để lên, thậm chí anh em ngồi xe máy nè, nó mình để lên trên cái yên xe máy mình ngồi luôn, nó cũng rất thoải mái luôn nha anh em. Mà cái này cái giá của nó rất là rẻ, cái giá siêu rẻ luôn anh em ha. Nó giá của nó chỉ có là 200k một cái thôi. Đó, giá chỉ có 200k một cái thôi. Nó công thái học anh em nha. Đó, thiết kế rất là thông minh để mà trị những cái chứng đau lưng ha, những cái bệnh như là đau lưng, thoát vị đĩa đệm rồi nha anh em, hoặc là ngồi lâu rồi đó. Đó thì hiện tại cái lô này em về được mấy màu nè, nó quay cho anh em xem ha. Màu đen, màu xanh, nó màu xanh nhạt. Đó, rồi cái đó là màu màu đỏ hồng. Rồi thì anh em có thể mua để mình sử dụng ha, hoặc mua cho con em học đồ cũng khá là ok. Rồi thì giá là 200k một cái, tình trạng là mới chưa qua sử dụng anh em ha. Thì hiện tại á, nó đang có mấy cái màu này, anh em nào mình lấy trước thì mình được lựa màu ha, còn những anh em lấy sau nếu như còn màu nào thì lấy màu nấy thôi. Rồi ok, 200k một cái nha anh em. Về được cho anh chị em mình là một cái lô dao rọc giấy anh em ha. Đó, đây là một cái lô dao rọc giấy, nó rất là xịn sò, của Kabushi Japan. Rồi thì cái dao rọc giấy này ở bên trong cái dao nó có sẵn là 5 cái lưỡi anh em ha. Ở bên trong mỗi cái dao này là nó có sẵn là 5 cái lưỡi dao rọc giấy rồi nha anh em. Thì cái này em bán một lần là một cặp ha. Đó, một cặp này là 100k nha anh em. Đó, có sẵn 5 cái lưỡi ở trong đây rồi. Rồi còn nếu như anh em nào mà mình muốn mua thêm lưỡi thì một cái hộp như vậy nó gồm 10 cái lưỡi dao rọc giấy nữa đó, thì giá là 30k. Đó, anh em có thể mua thêm cũng được anh em ha. Còn một cái cặp dao rọc giấy như vậy là 100k nha anh em. Đó, tình trạng là chưa qua sử dụng ha, Kabushi Japan. Rồi ok, anh em nào mình quan tâm thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. À rồi, tiếp theo thì hôm nay em về lại cái thùng xăng cho anh em mình luôn nha. Đó, đây là thùng đựng xăng hàng nội địa Nhật nha anh em. Đó, rồi nó rất là xịn sò, đầy đủ full hộp cho anh em luôn. Rồi thì giờ em sẽ mở trước cho anh em xem cái thùng 10 lít nha. Đó, đây là cái thùng đựng xăng 10 lít. Phun hợp cho anh em luôn. Đó, anh em thấy ha, cái thùng đựng xăng 10 lít bằng kim loại nha anh em. Cái nắp cũng bằng kim loại luôn. Cái ống này là ống dẻo ha. Khi mà anh em muốn bỏ xăng vô á thì anh em chỉ việc mở cái này ra. Đó, anh em mở cái này ra, anh em bỏ xăng vô trong đây. Còn khi mà mình muốn lấy ra thì mình thay cái ống dẻo này vô. Đó, để mình rót xăng ra ngoài ha. Đó, cái ống này thì mình có thể điều chỉnh được nè anh em. Đó, thì cái bình này thì cái dung tích của nó là 10 lít nha anh em. Đó, cái bình này thì cái dung tích của nó là 10 lít ha. Em xích trên tay nè cho anh em xem. Rồi, em đo sơ cái chiều dài cho anh em mình luôn để anh em hình dung ha. Cái bình này chiều dài của nó là 38cm nha anh em. Chiều rộng của nó nè, chiều rộng của nó là 22cm. Rồi, chiều cao. Rồi, chiều cao của nó là 16cm. 38 x 22 x 16 ha. Dung tích của nó là 10 lít nha anh em. Đó, rồi cái bình đựng xăng 10 lít này thì bên em đang bán với giá là 950k nha anh em. 950k. Rồi, tiếp theo thì em lên tiếp cho anh em là một cái bình đựng xăng lớn hơn nha. Đó, đây là cái bình giống như vậy luôn, nhưng mà cái này là cái dung tích của nó được là tới là 20 lít lận, cho nên nó sẽ to hơn, nó đựng được nhiều xăng hơn cho anh em mình. Thì mình nói là đựng xăng chứ thật ra nó có thể đựng được nhiều cái dung dịch khác như là dầu hay là cái gì cũng khá là ok nha. Đó, rồi cái bình này thì cũng y như kia thôi, nhưng nó to hơn về kích thước.
Rồi em cũng đo sơ qua cho anh em coi chiều dài luôn. Chiều dài của nó là 40 nha anh em, 40cm nè. Rồi em đo tiếp cái chiều rộng của nó nha. Chiều rộng của nó là 28cm nha, 40 x 28. Còn chiều cao, đó, chiều cao của nó là 25cm. Rồi cái bình này thì 20 lít nha anh em. Đó, nói chung là mình cũng nên có một cái bình đựng xăng dầu trong nhà để khi mà xe mình nó hết xăng ban đêm đồ này nọ thì mình có cái để mình chăm mình sử dụng nha. Rồi thì cái bình này thì bên em đang bán với giá là 1.600.000 nha anh em. Đó, bình 20 lít 1.600.000 nè, còn bình 10 lít là 950k nha. Rồi anh em nào mà mình quan tâm tới mẫu bình đựng xăng nào thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Em mới về được một cái lô ghế xây văn phòng rất là đẹp mà giá cực kỳ hợp lý cho anh chị em mình luôn nha. Rồi thì anh chị em mình nhìn vô là mình thấy tổng thể ha, đây là một cái ghế xây văn phòng, nó rất là vừa vặn ha, ở những cái không gian chật hẹp thì nó cũng rất là hợp lý. Rồi thì cái ghế xây văn phòng này á, cái kích thước nó từ ở dưới đất lên tới cái phần tựa lưng này là 1m02 nha anh em ha. Đó, từ ở dưới đất nè lên tới cái phần tựa lưng trên đây là 1m02. Thật ra 1m02 này thì cũng là cái kích thước trung bình thôi, bởi vì ở đây nè, cái phần này mình có thể tăng giảm được chiều cao nè, cho nên nó sẽ có thay đổi một chút nha. Rồi còn về cái phần từ dưới đất lên đây, nó từ dưới đất mà lên tới cái phần đệm này thì nó cũng sẽ có thay đổi, nhưng trung bình nó khoảng 45-50 ha. Đó, rồi còn về cái phần lọt lòng ở trong đây thì cũng là 50 luôn. Rồi từ phần tựa lưng từ dưới cái chỗ cái yên ngồi lên tới trên đây cũng là 50 luôn. Nói chung là nó rất là vừa vặn để anh em mình mà mình ngồi làm việc văn phòng hoặc là mua để cho con em học đồ ha. Nó ngồi bàn ghế đồ rất là hợp lý nha. Rồi thì cái lô này em về được một cái lô rất là nhiều, giá cực kỳ thanh lý tại xưởng luôn nha anh em. Đó thì cái này thì bên em đang bán với giá là 890k một cái anh em ha. Tình trạng mới 100% luôn. Và anh em lưu ý ha, cái chân của nó bằng kim loại luôn nè. Và ở phía dưới này nó gồm là 2, 4, 5 cái bánh xe có thể xoay được 360 độ rất nhẹ nhàng luôn nha. Rồi, còn cái phần này thì nó là nó tăng giảm được chiều cao của cái yên, cho nên là mình sẽ điều chỉnh theo cái tư thế ngồi cũng như là cái bàn của mình rất là tiện lợi luôn. Rồi, ok anh em. Nó tình trạng là mới chưa qua sử dụng ha. Nó, rồi giá của nó là 890k nha anh em. 890k anh em nào quan tâm thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em luôn nha. Dạ rồi, tiếp theo thì trong cái kiện hàng Nhật đợt này em về được cho anh em là cái máy ép chậm anh em nha. Đó, đây. Máy ép chậm rất là xịn sò, rất là đẹp luôn anh em ha. Rồi, công tắc on off hoặc là trả ngược về phía sau là nằm đây. Ví dụ tắt nè, mở nè, mình mở thì máy nó sẽ chạy nè. Còn mà khi mà thức ăn vô đây mà nó dạng như là rau củ quả vô đây mà nó không xuống á, thì mình trả ngược về R thì cái này nó sẽ trả ngược lại thì nó làm cho thức ăn xuống ok hơn nha. Rồi thì ở đây nó có cho mình cái cây ấn luôn anh em ha. Nó cái cây này ấn xuống ha. Và nó có cho mình là hai ngăn. Anh em nhìn anh em thấy ha. Một ngăn là chứa sát. Thí dụ mình ép xong nó sẽ ra cái sát ở đây. Còn ngăn phía trước là nó sẽ ra nước nha anh em. Đó thì cái máy này nó rất là nặng anh em ha. Hàng nội địa Nhật cực kỳ xịn sò luôn. Rồi thì cái máy này với cái công suất là 210W anh em nha. Đó, nó ép rất là hay, rất là tiết kiệm nha anh em. Thay vì mình sử dụng những cái mẫu máy ép trái cây mà ép nhanh á, thì đồ ăn vô nó sẽ ép rất là nhanh nhưng mà nó sẽ là hao phí. Bởi vì nó ép rất là nhanh cho nên nó sẽ không có ép kỹ. Ví dụ em nói đơn giản một trái táo đi anh em, ép được một cốc nước thì cái máy ép nhanh á anh em ép chỉ có nửa cốc thôi. Còn cái máy ép chậm anh em ép được cả cốc nước, ví dụ như vậy. Thì bởi vì khi mà nó ép ra cái xác nó ra rất là khô. Nó cái máy ép chậm nó chạy từ từ nhưng mà cái nguyên lý hoạt động của nó rất là hay, cho nên là nó sẽ ép rất là nhiều nước nha anh em. Đó, nước ép trái cây thì rất là tốt cho sức khỏe ha. Những chị gái đồ ha mà uống nước ép trái cây nhiều thì nó sẽ rất là trẻ nha. Rồi ok, thì cái này á là hàng nội địa Nhật cho nên điện của Nhật là điện 100V nha anh em. Tình trạng là mới chưa qua sử dụng còn siêu luôn, chưa lột luôn anh em nha. Đó, rồi ok, mới chưa qua sử dụng, điện 100V, công suất là 210W anh em nha. Đó, anh em về ghim vô cái cục chuyển nguồn mà mình xài nha. Rồi thì cái này bên em đang bán với giá là 2.900.000 nha anh em. Đó, máy ép chậm của Nhật rất là xịn sò, giá 2.900.000, tình trạng chưa qua sử dụng nha. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em luôn nha anh em. Thì ở đây em lên cho anh em là một cái con hạt phong thủy mà sông Nhan Trầm nha anh em.
Đó thì anh em mình nhìn vô là mình thấy rồi ha. Đó cái con hạt này á, cái thiết kế của nó nè và cái chi tiết của nó rất là đẹp luôn nha anh em. Đó anh em nhìn rất là sắc sảo, rất là đẹp nha. Đó nó cao hơn một gang tay của em nha. Đó thì cái này á, là anh em có thể mình trưng bày, mình decor trong những cái không gian mà dạng như yên tĩnh rồi đó ha. Hay để cho những anh em mà mình thích sông nhan trầm cũng như là mình khử mùi đó, các thể loại luôn thì đều được hết nha anh em. Rồi thì cái con hạt này á, thì anh em thấy ha, nó bằng kim loại nha, rất là xịn sò. Rồi đi kèm nó là nó có cho anh em luôn là một cái hũ nhan trầm. Rồi thì bây giờ cái này em cũng mở ra sử dụng thử cho anh em mình luôn nha. Đó thì cái hũ nhan trầm này á, ở trong đây nó có mấy cái trầm nè. Đó mình chỉ việc mình lấy ra, anh em lấy ra một cái anh em đốt thôi. Đó mình lấy ra, mình lấy ra một cái rồi mình đốt anh em ha. Đó còn cái này mình dặn ra nè, dặn nhẹ ra. Đó là anh em thấy ha, trong đây nó có một cái miếng nỉ. Miếng nỉ này á, là anh em để, mình có thể mình để nhang trầm mình đốt vô trong đó cũng không sao nha. Đó đây, nhang trầm thì em chỉ chẹt lên thôi. Đó rồi em đặt vô trong cái này. Đó đây cái miếng nỉ nè anh em thấy không. Đó rồi để lại vô trong cái khớp của nó nè. Đó là ok. Đó anh em thấy ha, đó khá là đẹp luôn nha anh em. Nó vừa decor đẹp nè mà nó xông nhan trầm nó rất là thơm. Nó cái mùi trầm thì rất là dễ chịu, với lại là nó có cái tác dụng là trừ tà đồ, với lại là xua đuổi những cái côn trùng anh em ha. Đó rất là đẹp nè, đó cho anh em xem ha. Đó rồi thì cái bộ sông nhan trầm này nó gồm là một cái con hạt với lại một cái hũ nhan trầm này, thì bên em đang bán với giá là 270k nha anh em. Đó 270k. Rồi thì rất là đẹp ha. Này là cái con hạt này làm bằng kim loại nha anh em. Đó. Trầm đốt lên xong nó rất là thơm, rất là dễ chịu anh em ha. Đó. Anh em thấy không? Đó, tại em để gần anh em mới thấy nè. Đó. Nhìn rất là đẹp nha anh em. Con này thì cái size nó to ha, hơn gang tay em đó. Rồi ok anh em, 270k thì anh em nào mình quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó khá là đẹp luôn. Em một cái máy massage hàng nội địa Nhật, đó siêu VIP ha anh em, của thương hiệu là Sokno. Đó thì cái máy massage hàng nội địa Nhật này á, cái mẫu này nó cực kỳ cao cấp nha anh em. Đó thì cái này là một cái thương hiệu rất là cao cấp ở bên Nhật. Nó những cái mẫu này thì nó thuộc dạng là ghế massage dạng VIP nha anh em. Và cái con này khi em nhập về cái tình trạng của nó đẹp khoảng là trên 95%. Đó nó gần như mới luôn anh em ha. Nó trên 95%. Nó tất cả cái nội ngoại thất của nó thì anh em nhìn vô là anh em thấy ha. Đó cái da của nó nè, da của nó là màu đỏ anh em ha. Da đỏ ha, da đỏ và nó có phối cái vải đen. Đó cho nên nó rất là êm, rất là đẹp luôn á. Nhìn nó thiết kế kiểu tương lai nè. Đó anh em nhìn thấy ha, nó rất đẹp nha. Rồi ở bên hông cái này nó có cho mình cái túi dạng anh em khi mà mình ngồi massage có thể mình đựng điện thoại hay là cái gì đó, những cái đồ lặt vặt. Rồi và cái này tổng thể thì ở bên ngoài thì anh em nhìn vô là mình thấy rồi, bằng da. Và cái này cái thông số của nó nằm ở phía sau. Đó anh em thấy mọi thứ đều rất là đẹp nha. Còn gần như mới luôn anh em ha. Đó cái này là đây, còn cái tem ở đây luôn cho anh em nè. Đó còn cái tem ở đây luôn anh em ha. Đó cái tem tiếng Nhật không à. Rồi thì cái này á là cái thông số của nó là điện của nó là điện 100V nè anh em ha. Nó hàng nội địa Nhật cho nên điện của nó là điện Nhật 100V, công suất 165W. Đó rồi ở phía sau thì nó có cho mình luôn là cái dây cắm nguồn nè. Rồi công tắc on off mình mở phía sau nha. Rồi thì ở đây khi mà em muốn test cho anh em thì em sẽ gắn cái cục chuyển điện. Rồi là em ấy thôi.
Còn công tắc thì on off cũng như cái bảng điều khiển thì nằm ở đây. Nó tất cả các bảng điều khiển thì đều nằm ở trên cái remote này. Đó. Tất cả là tiếng Nhật nhưng mà mình nhìn vô là mình hiểu anh em ha. Đây là chế độ on là tất cả nè. Đó, chế độ E nè, chế độ toàn thân nè, rồi tai cổ nè. Rồi chế độ như là ban ngày, ban đêm, mạnh nhẹ, rồi ngã ghế nè, rồi cường độ mạnh nhẹ ha, tắt mở ở đây. Đó. Thì cái ghế này em có thể là em mở lên cho anh em luôn. Mở lên rồi cái là mình nghiêng nó thôi. Đó anh em thấy nè, em điều chỉnh cái ghế nè. Đó, nó nghiêng nè, anh em thấy cái độ nghiêng của nó không? Đó. Nó nghiêng thường những cái tư thế này anh em có thể nằm ngủ cũng được nữa ha, những cái tư thế mà nó nghiêng nhiều á là mình có thể thư giãn anh em ha, thư giãn nhiều bằng cái tư thế nghiêng nhiều. Còn nếu như mà mình không muốn thì mình có thể xếp nó lại lên trên. Đó, mình chỉnh nó là anh em thấy ha. Đó, em chỉnh là nó đứng lên luôn nè anh em. Đó. Rất là nhiều cái chế độ anh em ha. Rồi còn ở đây là những cái chế độ như là đây em sẽ chọn cái chế độ là toàn thân cho anh em luôn. Đó, khi chế độ toàn thân là bắt đầu là nó sẽ đánh từ phần lưng anh em ha. Toàn thân thư giãn cường độ nhẹ nè, nó sẽ đánh từ phần lưng. Đó. Rồi tới phần tay. Đó. Nó đang điều chỉnh cái phần lưng của mình phù hợp á anh em ha. Đó. Rồi tới phần cổ. Nó rất rất là hay anh em. Nó nói chung nè. Đó. Nè anh em thấy nó bơm phòng lên phòng xuống nè. Đó, thì bởi vì nó có là một ở bên ngoài là một cái lớp da rất là dày, rất là êm cho nên là anh em sẽ không thấy nhiều, nhưng khi mình dựa cái lưng vô thì cảm giác sẽ rất là thoải mái. Với lại nó có rất là nhiều cái cường độ cũng như là mạnh nhẹ nữa. Nè, tới phần tay nè anh em thấy không? Đó, đây nè. Đó, nó bơm cái phần tay lên nè. Đó. Đó, thấy không? Nó bơm cái phần tay, massage tới phần tay. Còn ở đây là phần là lưng. Đó, lưng anh em thấy không? Đó. Đó, nó chạy nè. Đó. Tại vì nó có là một cái kỹ thuật massage cho nên nó sẽ massage từ nhẹ tới mạnh. Nó sẽ làm dần, tăng dần theo cái cường độ chứ không phải bay vô là làm mầm. Có thể cơ thể mình nó chưa quen anh em ha. Đó nè, bắt đầu là nó bơm lên nè. Đó, nói chung là rất là nhiều cái chế độ luôn anh em ha. Đó, tới phần yên nè. Đó, anh em thấy không? Rồi, tới phần chân nè. Đó. Anh em thấy không? Đó. Nếu như mình để chân vô thì bắt đầu nó phồng, nó bóp, nó bó chân. Nó thường những cái thương hiệu mà máy massage nổi tiếng như vậy thì nó đều có kết hợp với vật lý trị liệu cho nên là nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe của mình. Người Nhật người ta, cái dân số của người ta là dân số già cho nên là những người già thì hay bị đau xương, đau khớp, mỏi lưng nữa. Thì người ta có những cái máy này, nó vừa giảm đau mà vừa vật lý trị liệu nữa, nó cũng điều trị nữa ha. Nó nói chung nó rất là hay luôn nha anh em. Đó. Rồi, ok anh em. Thì rất là nhiều cái chế độ cũng như cái cấp độ anh em có thể tăng giảm mạnh nhẹ ở đây nè. Đó, nhanh chậm được các thể loại luôn cho anh em mình ha. Anh em khi mình ngồi lên thì mình cứ bấm, rồi mình chọn cái chế độ nào đó phù hợp với mình, làm em mốt mình bấm cái đó là được ha. Nói chung nè. Đó, rất là hay luôn nha anh em. Đó, anh em nhìn thấy. Đó, bắt đầu tới đấm nè. Đó. Thấy không? Nè, bắt đầu tới đấm nè. Đó. Đó. Nó làm theo trình tự anh em ha. Theo trình tự. Đó, theo trình tự của vật lý trị liệu. Đó. Bắt đầu là nó phun toàn thân nè. Cái này là phần tay. Đó, tới phần lưng. Nó đấm lưng nè. Đó. Đó. Còn phần tay thì bây giờ nó xả ra. Đó. Khá này, nó đấm lưng nè anh em thấy không? Nó đấm nè. Đó. Rồi, tới cái phần tay ha. Đó. Rồi, nói chung nó toàn thân. Nó toàn thân. Và nó có cái chế độ là thí dụ anh em muốn cái phần lưng thì nó chỉ đấm lưng thôi cũng được nữa. Đó, anh em về điều chỉnh là ok. Còn xài xong bấm nút này là tắt thôi. Đó, khá là ok anh em ha. Rồi thì cái con máy massage này của thương hiệu là Sapno, tình trạng của nó là đẹp khoảng 95%, gần như mới luôn nghe nè. Đó, hàng nội địa Nhật về.
Đó, nó rất là đẹp luôn. Nói chung là còn rất là đẹp ha. Rất là đẹp như vậy. Rồi, giá của nó là 38 triệu nha anh em. Giá là 38 triệu ha. Cái con này giá tại Nhật hơn 60 triệu nha anh em. Đó, giá tại Nhật nó là đã là khoảng 63, 64 triệu đó. Đó, mà khi mà về tới Việt Nam mà được như vậy, nó một cái con thanh lý được như vậy mà giá chỉ có là 38 triệu thôi thì giá cực kỳ tốt nha anh em. Rồi, anh em nào quan tâm tới mẫu ghế massage này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em một số cái mẫu bếp từ và bếp hồng ngoại cho anh em mình luôn nha. Đó, đây là cái lô bếp từ bếp hồng ngoại hàng nội địa Nhật, nhưng mà nó xài được điện của nó là điện 200V. Nó 200V thì nó xài được điện là điện 220 mình luôn. Nó điện 220 mình xài vẫn ok. Thì anh em mình nhìn vô là mình thấy rồi hen, cái thiết kế, cái kích thước của nó thì giống nhau nha. Nó chỉ khác về cái mẫu mã cũng như là cái công dụng thôi. Rồi, thì bây giờ á, trước tiên là em sẽ giới thiệu đến anh em là cái mẫu bếp bếp từ nè. Đó, bếp từ tức là như thế nào? Bếp từ là một cái loại bếp mà nấu được những cái vật liệu từ tính, tức là những cái vật liệu như là nồi niêu xoong chảo mà 500 hít được thì nó sẽ nấu được. Đó, 500 hít được là nấu được nha anh em. Rồi, thì bây giờ cái này em sẽ đo cái kích thước cho anh em mình luôn. Chiều dài là 48 anh em ha. Chiều dài là 48 cm. Rồi, chiều rộng của nó là 31 cm anh em ha. 48 x 31 nha. Cái này nó có hai bếp anh em ha. Một bếp nhỏ nè là 1200 kW, còn bếp lớn là 1500 kW nha. Cái này là sử dụng được điện là điện 200V, thì điện 220 mình xài được luôn nha anh em. Rồi, ok, cái con này thì giá của nó là 1,7 triệu nha anh em. Đó, con này là giá 1,7 triệu ha. Tình trạng cũng còn rất là đẹp nha. Rồi, tiếp theo thì em lên tiếp cho anh em cái mẫu bên đây. Bên đây là mẫu bếp hồng ngoại. Đó, thì nó cái kích thước cũng như cái con bên kia thôi. Hai cái con này cái kích thước nó như nhau anh em ha. Đó, đại khái em cũng đo lại cho anh em cái ha. Dài là 48 ha, rộng là 31. Rồi, thì cái bếp hồng ngoại á, là nó sẽ đặc biệt hơn bếp từ ở chỗ là nó sẽ nấu được mọi vật liệu. Đó, những cái vật liệu mà bếp từ không nấu được thì nó cũng nấu được luôn, cho nên nó đa dụng hơn. Rồi, thì cái con bếp từ này á, bếp hồng ngoại này á, thì nó cũng xài được điện là điện 200V. Đó, rồi, nó cũng gồm hai ngăn anh em ha, hai bếp nè, bếp đôi nè. Rồi, ok, cái bếp hồng ngoại này thì bên em đang bán với giá là 1,8 triệu nha anh em. Đó, 1,8 triệu nha, anh em nào mình quan tâm và có cái nhu cầu sử dụng thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha anh em. Rồi, tiếp theo thì ở đây, nó này, ở đây em còn một vài cái cuộn dây điện, anh em thấy không? Đó, đây, đây là dây điện hàng nội địa Nhật, cái cuộn này là 100m nha anh em. Tình trạng thì anh em thấy ha, chưa có qua sử dụng luôn ha. Đó, cái này nó là gồm là 3 lõi 1.6, tức là 3 lõi đồng. Anh em thấy không nè, nó có 3 lõi đồng, mỗi lõi là đường kính là 1.6. Nó và cái lõi đồng này á, là nó đồng đơn anh em ha. Đó, thì cái này á, là hàng nội địa Nhật cho nên là cái chất lượng cũng như cái chỉ số của nó là chính xác nha anh em. Nó 1.6 của nó là nó to hơn 1.6 ở Việt Nam mình, nói thẳng là vậy luôn nha anh em. Rồi, ok, thì cái này ha, nó giá của nó là 1 triệu, giá của nó cái này là 3 lõi ha, 3 lõi thì giá của nó là 2,4 triệu anh em nha. Đó, 3 lõi là giá là 2,4 triệu. Rồi, ok, hiện tại em còn hai cuộn thôi. Anh em mình thích thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Tiếp theo thì mùa này nắng nóng anh em ha, mùa mưa cũng gần tới rồi. Thì dù thì luôn là một trong những cái vật dụng không thể thiếu cho anh em mình ha. Đi ra đường hoặc là mình đi trên xe ô tô mình cũng nên để một cây nha. Và cái mẫu dù này là mẫu dù kiếm Nhật, nó rất là đẹp anh em ha. Nói cái cán nó là bằng kiếm Nhật nè. Đó, y như cái cây kiếm Nhật anh em ha. Mà quan trọng là nó cầm rất là chắc tay, nó có cái dây đeo như vậy nè. Đó, anh em có thể đeo lên trên lưng ha, nhìn nó rất là ngầu nha, rất là đẹp luôn á. Rồi, cái này thì nó có cho mình là cái bao nè. Đó, mình chỉ việc mình mở cái bao này ra. Đó, rồi, thì khá là hay ha. Rồi, đó, rất là ok. Cái cây dù này á, thì nó tương đối là nó to nha anh em. Nó to cho nên là anh em đi mà 2, 3, 4 người cũng khá là ok nha. Đó nè, em cầm cho anh em coi ha. Nó, mình nhìn cái xương của nó, cái dàn xương của nó là mình thấy rồi. Nó rất là chắc chắn, rất là đẹp nha anh em. Đó, em phải để xa ra nè. Đó, để em để xa ra em quay cho anh em. Nó mới hết được cây dù ha.
Đó, rất là đẹp luôn nha. Rồi thì dù thì anh em biết rồi, nắng mưa vô tư. Đó, vật dụng không thể thiếu ha, nhất là trên xe ô tô. Có nhiều khi mình nghĩ nó không là gì hết, nhưng mà mỗi lần đi lên đi xuống mà nắng quá hay là mưa quá gì đó thì nó rất là mệt ha. Nó đây nó có cái nút bấm này, mình bấm là mình xếp lại thôi. Đó, rất là ok nha. Rồi, dù kiếm nhật anh em ha. Dù kiếm nhật rất là đẹp luôn. Rồi, dù này thì bên em đang bán với giá là 220k. Đó, giá cực kỳ tốt cho anh em luôn nha. 220k nha anh em. Tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn ha. Đi kèm nó thì nó có luôn cho mình à. Cái túi này ha, đó anh em mình đeo vô. Đó, mình đeo vô là mình bỏ cái cây dù vô, nó vừa gọn gàng mà vừa đẹp nữa. Rồi, ok, anh em nào quan tâm tới dù kiếm nhật này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Lại cho anh chị em mình là một cái lô máy dặn vít của Detong anh em nha. Đó, máy dặn vít cầm tay của Detong ha. Đó, một cái số lượng cũng vài chục cây thì anh em mình ha. Đó, mình đang có nhu cầu mình tìm một cái máy dặn vít pin cầm tay thì đây là một trong những cái máy rất là nhỏ gọn hiện tại luôn nha anh em. Thì đây mình chỉ việc mình mở ra thôi, cái máy thì nó nhỏ gọn như trong lòng bàn tay em nè. Đó, nó có những cái tính năng như là dặn vô nè, dặn ra nè, bật đèn nè. Đó, bật đèn anh em ha. Đó, hoặc là dặn vô nè, dặn ra, rất là đơn giản. Còn đây là cái đầu vít gài. Nó cái đầu vít gài này thì đầu vít gài thông dụng nha anh em. Đó thì khá là hay. Còn ở đây thì nó có cái chui sạc cho mình ha. Mình xài hết pin thì mình cắm vô đầu tay xi này mình sạc thôi. Rồi thì cái này nó cũng khá là tiện lợi anh em nha. Đi kèm của nó là nó có cho mình cái cáp sạc nè. Đó, cái cáp sạc nè ha, nó đầu USB với đầu tay xi cho mình sạc nha. Và đi kèm nó có luôn cho mình những cái mũi vít cho anh em mình sử dụng ha. Nó gồm là mũi vít dẹp nè, ba ke nè, lục giác bông, lục giác bi nè. Nó những cái cây thông dụng nha anh em. Rồi thì nói chung là nó gọn gàng, gọn nhẹ, nó phù hợp cho anh em mình sửa chữa điện tử ha, dặn những cái túp lô điện hay những cái con vít mà dặn nhẹ nhàng rồi đó. Thì anh em lấy cái này khá là ok ha. Đây là cái mẫu mới nha anh em. Đó, mẫu mới của Detong ha, rất là xịn sò. Rồi bên em đang bán với giá là 395.000 nha anh em. Đó, giá chỉ có 395.000 cây vít thôi ha, dặn vít pin cầm tay nha. Rồi anh em nào quan tâm thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi tiếp theo thì em mới về được cho anh chị em mình một ít cái bình đựng đá anh em nha. Đó, đây là cái xô đựng đá, nó dành cho những anh em mà mình mê nhậu nè. Đó, mình mê úp rượu nè, úp bia nè, hoặc là nước ngọt, nước trái cây gì đó anh em nha. Thì đây là của thương hiệu là Wieselin, cái này là của Đức nha anh em. Đó, nó bằng inox 304, ở trên nó có cái quai sắt rất là đẹp anh em nha. Đó, rồi thì cái này á là nó là cái dung tích của nó là được là 3 lít anh em ha. Nó 3 lít rồi, em mở bên trong ra cho anh em coi thử luôn. Đó, ở đây mở bên trong anh em thấy ha, người ta thiết kế nè là làm một cái lớp rất là dày như vậy là để cho nó giữ nhiệt á anh em ha, kiểu như là nó giữ nhiệt anh em bỏ đá bỏ đồ vô á. Đó, còn về cái phần nắp anh em thấy không, cái nắp này nó cũng có cái ron nè, nó có cái ron khi đậy lại nó rất là kín hơi anh em nha. Đó, rồi inox 304 thì rất là an toàn cho sức khỏe luôn mà cực kỳ xịn sò anh em nha. Có một cái nắp như vậy luôn. Đó, dung tích là 3 lít nha anh em. Đó, kích thước của nó là 18x18 nha anh em. Đó, ngang 18, cao cũng 18 luôn. Rồi, 3 lít nha. Rất là xịn, rất là đẹp luôn. Rồi, thì cái này thì bên em đang bán với giá là 550k nha anh em. Đó, xô đựng đá của Đức nha. Đó, anh em mình quan tâm thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó, khá là hay, rất là đẹp luôn nha. Dạ rồi, tiếp theo thì trong cái kiện hàng châu Âu đợt này về, em về được một cái đồng hồ để bàn rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, đây. Đó, mẫu đồng hồ để bàn, đồng hồ cơ để bàn ha, hàng châu Âu. Đó, đây là mặt sau nè, còn đây là mặt trước nè, rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi, cái này em cũng sẽ đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn nha. Rồi thì cái này á là cái chiều dài của cái phần chân nó là 38cm nha anh em. Chiều dài phần chân là 28cm chứ. Chiều dài phần chân là 28cm nha. Còn chiều cao của nó là 18cm. Đường kính của cái mặt đồng hồ là 10cm, 11cm. Đó, 11cm. Rồi cái này thì nó là hai cái lỗ cót hết anh em. Hai lỗ cót đi kèm cái đồ lên cót luôn nè. Hai cái lỗ cót này thì cứ mỗi 30 phút thì nó sẽ điểm chuông một lần nha.
Rồi, thiết kế hoa văn của châu Âu nhìn rất là đẹp ha. Rồi, còn đây là phần bên trong nè. Đó, anh em thấy ha, một cái quả lắc, một cái chuông ha, đây nè. Đó, âm thanh rất là ok. Rồi, máy hoạt động hoàn hảo nha anh em. Đây. Đó, cái này là cái bộ máy bằng đồng, rất là đẹp ha. Thì những cái bộ máy như vậy thì mình sử dụng là một vài trăm năm là bình thường luôn á. Rồi, thì phía sau nó có một cái miếng lưới để chắn lại ha, kiểu như chắn bụi bẩn đồ này nọ, côn trùng rồi thôi. Rồi, thì cái này em cũng test thử cái tiếng chuông cho anh em mình xem nha. Đây, thì cứ 30 phút là sẽ điểm chuông một lần. Đó, 30 phút là điểm chuông một lần. Tròn giờ thì nó sẽ điểm nhiều hơn. Đó, rất là đẹp ha anh em. Cái mặt cũng đẹp nữa nè. Đây, cái phần mặt nè. À, khá là đẹp ha. Rồi, những cái này để bàn thì cực kỳ đẹp nha anh em. Nhất là anh em decor những cái không gian cổ á. Đó. Rồi, cái này á thì em cho nó đánh chuông cho anh em xem nha. Đó, đánh chuông anh em nha. Cứ đó, tiếng chuông rất là vang nha anh em. Lên cái nữa nè. Đó, khá đẹp, khá hay. Rồi, nói chung cái con này để trên bàn thì nó đẹp lắm, rất đẹp nha anh em. Để em quay lại cho anh em xem cái mặt trước nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Rồi, ok anh em, thì cái con đồng hồ để bàn này, hàng châu Âu này thì bên em đang bán với giá là 6 triệu rưỡi nha anh em. Đó, 6 triệu rưỡi nha, chỉ có một con duy nhất nha. Rất đẹp luôn anh em ơi. Rồi, 6 triệu rưỡi, anh em nào quan tâm thì inbox giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu xe đẩy 3 tầng anh em ha, của thương hiệu là CSBS. Đó, thì cái mẫu xe đẩy này có thể đẩy di chuyển đi rất là tiện lợi, rất là nhẹ nhàng bằng 4 cái bánh xe của nó nha anh em. Đó, 4 cái bánh xe này nó có thể là đẩy di chuyển đi tùm lum tùm la ha. Nó khi anh em để đồ đạc công cụ dụng cụ vô thì mình có thể đẩy đi được ha. Ở bên đây nó có cái tay cầm để cho mình đẩy đi nè. Đó, khá là tiện lợi, rất nhẹ luôn nha anh em. Thì cái xe đẩy 3 tầng này của thương hiệu CSBS là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng anh em ha. Những anh em mà mình làm gara, đầu tư gara đồ đó thì hầu như đều biết những cái thương hiệu này rồi. Đó, cái này là nó chuyên xuất khẩu qua Mỹ, cho nên là ở bên Mỹ rất là nhiều cái gara sử dụng cái thương hiệu này. Rồi, thì cái mẫu này là mẫu xe đẩy 3 tầng anh em ha. Đó, anh em nhìn vô là mình biết rồi, nó có 3 cái tầng. Rồi, và ở trên đây nó có cho mình một cái miếng đệm nè. Thật ra là 3 miếng đệm. Mỗi tầng anh em sẽ để cái miếng đệm lên để khi mình để đồ đạc lặt vặt nó không có bị trầy. Rồi, thì cái này em cũng sẽ đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn ha. Rồi, về cái mẫu xe đẩy này thì cái chiều dài của nó là 72 cm em ha. Chiều dài là khoảng 72 cm. Chiều rộng nè. Chiều dài 72, chiều rộng là 43. Đó, còn về cái chiều cao từ dưới đất lên trên tới cái phần này là 76 anh em ha. Đó, 72 nhân 43 nhân 76. Rồi, thì cái xe đẩy 3 tầng này ở phía dưới là nó có 4 cái bánh xe chịu lực, nói chung nó tải cũng rất là nặng anh em ha. Cỡ em mà em 70 mấy 80 kg em ngồi lên là đẩy thoải mái luôn á. Rồi, thì nó gồm 3 cái tầng, 3 cái ngăn cho mình dày. Ở ngoài thì sơn tĩnh điện anh em ha, sơn tĩnh điện màu đỏ nè. Đó, đỏ nhám này nên nhìn nó đẹp lắm anh em. Đó. Sơn tĩnh điện màu đỏ nhám ở bên ngoài, nhìn rất đẹp anh em ha. Cực kỳ chắc chắn luôn, cái này mà hai người ngồi lên thì cũng được luôn nữa đó. Đó, cực kỳ chắc chắn nha. Và cái bản này thì nó có hai màu, một màu đen và một màu đỏ, cả hai màu thì đều làm màu nhám hết cho nên nhìn nó cứng cáp và nó rất là đẹp. Rồi, thì cái xe đẩy 3 tầng này thì bên em đang bán với giá 1 triệu tư nha anh em. 1 triệu tư một cái, tình trạng là mới 100% ha. Khi gửi đến anh em là em sẽ gửi full thùng cho anh em về ráp vô.
Rồi, ok anh em nào quan tâm tới cái mẫu xe đẩy 3 tầng này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu tủ công cụ dụng cụ ha anh em. Rất là đẳng cấp ha, của thương hiệu là CSBS. Thì cái thương hiệu CSBS này là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng tại Mỹ nha anh em. Đó mà nó may mắn cho mình là cái đây là nó gia công tại Việt Nam. Đó để nó xuất qua Mỹ cho nên cái giá ở tại Việt Nam mình mua sẽ rất là rẻ hơn bên Mỹ rất là nhiều. Đó thì anh em mình nhìn vô là mình thấy cái tủ này cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Đó thì đây nè, ở cái mặt trên của nó là làm bằng một cái tấm ván anh em ha. Đó, một cái ván rất là đẹp, rất là dày nha. Rồi tiếp theo là cái nước sơn của nó, anh em nhìn ha, đây là nước sơn màu đen mà đen nhám nha anh em. Đó, nước sơn màu đen đen nhám rất là đẳng cấp ha, rất là đẹp luôn. Đó, anh em mà làm gara hay là mình để mình treo công cụ dụng cụ đó, cất công cụ dụng cụ đồ nghề rất là đẹp. Rồi ở đây nè, nó đây đây là một cái tay nắm rất là đẹp ha. Cái này là cái màu của nó là màu nhôm xước, cái màu này là màu nhôm xước nha anh em. Và cửa của nó cửa hít luôn nè, nó anh em thấy không? Đây, cửa hít nè, nó đẩy gần là tự hít vô nha. Đó, các đây là đều là cửa hít hết luôn ha. Rất là đẳng cấp anh em ơi. Cái ngăn của nó thì rất là to ha. Anh em có thể là mình để được rất là nhiều cái máy móc công cụ dụng cụ vô trong đây nha. Đó, đây, để gần như là nó tự hít. Rồi, thì cái tủ này là nó gồm cho mình là 1, 2, 3, 4, 5, 10 hộc kéo anh em nha. 10 hộc kéo và trên đây nó có cái chìa khóa nè. Khi mà anh em khóa một cái này là tất cả những cái ngăn ở dưới đây cũng sẽ đều khóa hết luôn nha anh em. Đó, ở đây đi kèm là người ta cho mình một cái chìa khóa ha, một cặp chìa khóa ha. Và ở đây nó có luôn cho mình những cái miếng lót nha anh em. Đó, nó có cho mình những cái miếng lót để khi mình để máy móc công cụ vô đây á, nó sẽ không có bị trầy, nó không có bị trầy cái ngăn của mình. Đó, rất là hay ha. Rồi, tiếp theo thì bây giờ em sẽ đo cái kích thước cho anh em luôn để anh em mình hình dung được cái tủ này bao lớn để mà mình xem coi nó có vừa vặn để thiết kế cái gara của mình không, cái góc để mình để đồ đạc công cụ hay không nha. Rồi về cái chiều dài thì em sẽ chiều dài của cái tủ này là 132 cm anh em nha. Đó, chiều dài là 132 cm. Còn về chiều sâu, đó, chiều sâu của nó là 46 cm. 132 x 46. Rồi tiếp theo là một cái chiều cao nha anh em. Chiều cao từ ở dưới đất nè, đó, từ ở dưới đất lên tới cái mặt ván này là khoảng 95.5. Đó, 95.5 nha anh em. Và cái này á, là em đã đo gồm cái chiều cao của bánh xe luôn nha. Tức là từ dưới đất lên, nó gồm cái chiều bậc cao của bánh xe là 95.5. Đó, nếu như không có bánh xe nè, em đo luôn cho anh em coi. Nếu như không có bánh xe, bởi vì có một số anh em mang về là mình gỡ bánh xe ra luôn. Đó, nếu như không có bánh xe là 80 nha anh em. Đó, không có bánh xe là 80. Rồi thì anh em mình á ha, mình thích để bánh xe thì mình để, còn không thì mình có thể gỡ ra cũng rất là đẹp anh em nha. Và bánh xe của nó là bánh xe rất là xịn sò anh em ha. Bánh xe này là nó chịu tải á, chịu tải là 500 kg. Đó, một cái bộ bốn bánh xe này chịu tải 500 kg, rất đẳng cấp anh em ha. Nó gồm là hai bánh có khóa và xoay được 360 độ và hai bánh cố định. Đó, rất là dễ dàng di chuyển nha anh em. Rồi thì cái tủ này, đó, cái tủ này chiều dài là 132 cm, rất đẹp luôn anh em. Đó, rồi ở bên hông này nè, ở bên hông này nó có cho mình là một cái dây điện. Cái dây này anh em ghim vô trong cái ổ điện nha. Và ở đây nó có cho mình nè, nó có cho mình là ba cái chui để lấy điện. Và anh em biết rồi ha, hàng Mỹ, đó, Mỹ và Nhật rồi đó, thì thường người ta sẽ xài cái chui dẹp và có ba chui lận để có một cái chui an toàn, tức là một cái dây gọi là dây mát á, một cái là cái dây mát để an toàn ha. Đó. Rồi, còn ở đây có thêm hai cái cổng USB cho mình luôn. Và ở đây nó có cho mình cái lỗ ốc nè để anh em gắn thêm một cái tay vô nữa ha. Đây. Cái tay này để mình gắn vô đây nè anh em. Để mà mình đẩy đi á, nó rất là chu đáo ha, đầy đủ cho anh em luôn nha. Rất là ngon lành. Rồi, thì cái tủ này bên em đang bán với giá là rất là rẻ luôn anh em ha. Nó giảm rất là nhiều.
cách đây khoảng 1 năm á, thì giá của nó gần 13 triệu. Cách đây khoảng 1 năm trước thì giá của nó gần 13 triệu. Giá bây giờ chỉ còn có 10 triệu rưỡi thôi. 10 triệu rưỡi thôi anh em ha. Đó, cái giá đang sale anh em nha. 10 triệu rưỡi anh em nào mình đang có cái nhu cầu mình tìm một cái tủ công cụ dụng cụ á, thì đây là lựa chọn rất là tuyệt vời anh em nha. Với lại á, ở cái tủ này nó có thiết kế cho mình là một cái vách nè. Ở phía sau nó có một cái lỗ để anh em bắt cái vách lên nữa. Cái vách nó là vách lưới anh em ha. Nó có một cái vách lưới. Đó, khi anh em mua thì mình có thể mua luôn cái combo. Nó có cái vách lưới để mình có thể là mình gắn những cái, mình treo những cái công cụ dụng cụ lên trên đó nữa. Nó rất là hay anh em nha. Tại Mỹ thì giá rất là mắc tiền. Tại Mỹ nó cả ngàn đô, hơn ngàn đô anh em ha, hai mấy triệu. Mà giá tại Việt Nam mình chỉ có 10 triệu rưỡi thôi nha anh em. Rồi, tình trạng là thì anh em biết rồi ha, chưa có qua sử dụng nha. Đó, rồi giá 10 triệu rưỡi. Và bên em có thêm một cái bản nữa là tay nắm mạ vàng. Tay nắm này là tay nắm mà nhôm xước nè. Đó, thì cái hãng này á, cái là nó rất là nổi tiếng tại Mỹ rồi ha. Anh em mà mình hay thích coi những cái trang web của Mỹ là mình sẽ thấy những cái tủ dụng cụ CSPS rất là nhiều. Rồi, thì cái này á, là cái bản này là bản tay nắm màu trắng này nè anh em ha. Nhôm xước này á, thì giá 10 triệu rưỡi. Còn nếu như anh em mình mua cái bản tay nắm mạ vàng thì thêm 200 ngàn nữa giùm em ha, là 10 triệu 7. Nó y chang về luôn là cái tay nắm này nó mạ vàng vô thôi. Rồi, ok anh em nha. Anh em nào quan tâm tới cái tủ này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em mới về được cho anh chị em mình là cái mẫu máy cắt cỏ xe đẩy sử dụng pin của Ryobi. Nó hàng nội địa Úc anh em ha. Và cái này là nó sử dụng pin là pin 18V nha anh em. Đó, thì cái mẫu máy cắt cỏ xe đẩy này là nó thích hợp cho anh em cắt cỏ nhung nhật nè, cỏ sân gôn nè, đó, cỏ sân bóng đá ha, những cái cỏ mà người ta cần cái độ đẹp cao á, thì người ta sử dụng những cái mẫu xe đẩy này đẩy tới đẩy lui thì nó sẽ rất là láng, rất là mịn anh em nha. Và những cái mẫu xe đẩy này á, thì nó cũng có các cái cấp độ cho anh em mình luôn ha. Đây nè, nó cái ở dưới nó là cái lưỡi cắt anh em nha. Đó, cái lưỡi cắt thì ở đây mình có thể tăng giảm được cái độ anh em ha. Đó, cái độ cao của cái lưỡi anh em có thể là tăng lên hạ xuống ha anh em. Đó, để cho nó phù hợp với cái loại cỏ mà cũng như là cái kích thước của cỏ mà mình mong muốn nha. Rồi, thì cái này á là nó sử dụng cái pin 18V. Nó cái pin 18V là anh em nè, nó mình bỏ trong đây. Rồi, thì ở đây á, khi mà anh em xài là anh em chỉ việc là anh em bấm cái khóa an toàn này rồi anh em bóp rồi nó chạy thôi. Đó, đó anh em thấy không, nó chạy rất là mạnh luôn nha anh em. Đó, nó chạy nó quay rất là mạnh luôn đó. Rồi, thì cái máy cắt cỏ này nó sử dụng cái lưỡi cắt là 33cm anh em nha. Rồi, em đứng vô cho anh em coi luôn. Đó, khi đứng vô là nó sẽ như vậy. Anh em có thể đẩy đi, nó rất là tiện lợi dành cho những anh em mà có cỏ sân vườn rồi ha. Rồi, thì cái con này thì bên em đang bán với giá là 1.2 triệu một con anh em nha. Hiện tại em về được hai con thôi. Hai con này á, thì cái mẫu nó hơi khác nhau một xíu, nhưng mà cái hiệu quả cũng như cái công sức thì nó như nhau, cho nên nó đồng giá với nhau là 1.2 triệu con nha anh em. Còn nếu như anh em mà mình lấy luôn cả bộ là gồm là một máy nè, một pin 4A và một sạc thì giá của nó là 2.7 triệu. Đó, tình trạng thì như em quay ha, còn cũng khá là đẹp luôn nha anh em. Rồi, anh em nào mình có nhu cầu mình tìm cái máy cắt cỏ sân vườn, nó cắt cỏ nhung nhật, cỏ sân đá banh, nó thì anh em chốt cái con này thì rất là ok luôn nha anh em. Rồi, giá trọn bộ của nó là 2.7 triệu. Còn nếu như chỉ cái thân máy thôi là 1.2 triệu nha anh em. Rồi, ok anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh chị em mình là một cái cối xây tiêu anh em nha. Đó, hàng cổ của Pháp luôn nha. Đó, bốn cái góc nó là nó đều có bốn cái bức tượng anh em ha. Đó, cái này làm bằng đồng, rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi, thì anh em thấy ha. Đó, tất cả đều làm bằng đồng, rất là đẹp luôn nha. Rồi, rất là nặng anh em ha. Đó, cái này bốn cái bức tượng, bốn góc anh em nha. Rồi, đây nó có một cái ngăn cho mình nè. Đó, đây nó có một cái ngăn cho mình ha. Cái ngăn này để khi xay ra xong nó là đựng ha. Thì thật ra bây giờ thì cái này chỉ là sưu tầm thôi. Đó, rồi, khá là đẹp. Bây giờ em sẽ đo cái kích thước cho anh em mình nha. Rồi, kích thước của nó, chiều cao của nó ha, thì là 20cm anh em nha. Chiều cao là 20cm. Còn chiều ngang anh em nha, chiều ngang là 16cm. Đó, rộng cũng 16cm. Cái này hình chữ nhật. Đó, cao là 20, ngang 16, rộng 16.
rất là đẹp anh em ha. Đó, rất là đẹp, rất là cổ nha. Rồi thì cái này anh em sưu tầm thì rất là tuyệt vời. Rồi ok anh em, cái này thì bên em đang bán với giá là 3.2 triệu nha anh em. Đó, 3.2 triệu một cái cối xây tiêu. Đó, cối xây tiêu cổ của Pháp anh em nha. Đó, cái này hàng châu Âu rất là đẹp. Rồi 3.2 triệu anh em nào quan tâm thì inbox giúp em nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bình giữ nhiệt rất là cao cấp anh em ha, nó của Đức nha. Rồi thì cái bình giữ nhiệt này á, là cái dung tích của nó là 1.6 lít, dung tích 1.6 lít, anh em mình nhìn vô là mình đã thấy rồi, nó cực kỳ chất lượng luôn nha anh em. Đó, cái này thì nó giữ được nóng lạnh luôn nè, và mình nhìn nè, mình nhìn cái thiết kế của nó là mình đã thấy rồi ha, rất là chất lượng luôn nè. Đó, cái này là giữ nóng và lạnh luôn nha anh em. Rồi thì cái bình giữ nhiệt này ở phía trên nó có cái tay xách nè anh em, có thể mình xách ngang cũng được ha, hoặc là mình để đứng cũng được. Nó rất là nhiều cái kiểu để cho mình nha. Và cái này á thì em mở bên trong cho anh em. Đó, anh em thấy ha, cái ngăn nó có cái này thì nó giữ nóng rất là cao, rất là lâu. Rồi. Đó, trong đây nó có luôn cái quai xách cho mình luôn nha anh em. Rồi, ở đây inox 304, rất xịn sò, rất cao cấp anh em ha. Đó. Rồi thì cái bình này á, cái dung tích của nó là 1.6 lít nha anh em. Dung tích của nó là 1.6 lít ha, rất là cao cấp ha. Rất là xịn luôn nha anh em. Rồi thì cái bình giữ nhiệt này thì bên em đang bán với giá là 690k nha anh em. 690k ha. Cái này là của Đức nha anh em. Rất là xịn, rất là cao cấp. Với lại em đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn nè. Đó, chiều dài của nó ha, chiều dài của nó là khoảng là 29 cm nha anh em. Chiều dài là 29 cm. Còn về cái phần đường kính của nó là khoảng là 11 cm. 29 x 11 nha anh em. Rồi, rất cao cấp, rất đẹp luôn nha anh em. Những anh em khó tính thì nhận cái này cũng sẽ thấy rất là đã luôn nha. Rồi, 690k nha anh em. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em nha. Đó, bình giữ nhiệt của Đức 1.6 lít. 690 nha anh em. Rồi, tiếp theo thì ở đây em mới về được cho anh chị em mình mấy cái con cua phong thủy bằng đồng anh em ha. Rất là đẹp luôn nè. Đó, anh em mình nhìn vô là thấy rồi ha. Đó, một cái con cua nó ngồi trên cái đống vàng và nó đang cầm một cái đồng tiền. Rất là đẹp luôn nha anh em. Làm rất là sắc sảo anh em ha. Rất là sắc sảo nha, rất là đẹp luôn á. Cua phong thủy bằng đồng. Rồi, ok, thì cái con này em cũng đo sơ kích thước cho anh em mình luôn nha. Đó, kích thước của nó là chiều cao của nó là 21 cm. Chiều cao của nó 21 cm ha. Còn chiều ngang của nó là 16.5 cm. 21 x 16.5 anh em ha. Giờ cua này thì nó nặng khoảng là 1.6 kg anh em, 1.5 kg, 1.6 kg nha. Đó, rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi, ok, thì cua này á, thì bên em đang bán với giá là 1.3 triệu một con anh em ha. 1.3 triệu một con, cái này nó thích hợp cho anh em mình để trên bàn làm việc nè. Đó, mình để trên bàn thờ, tủ thờ ông địa nè. Đó, bàn làm việc hoặc là mình để ở trên những cái bàn, cái tủ của mình ha. Phong thủy nó rất là tốt nha anh em. Rồi, ok, anh em mình quan tâm tới cái mẫu cua đồng phong thủy này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Em giới thiệu đến anh chị em là một cái mẫu máy rửa xe sử dụng pin của Hiromi. Rồi thì trọn bộ của nó sẽ full hợp như vậy. Nó gồm đầy đủ là thân máy, pin, dây hút nè. Rồi cũng như là những cái phụ kiện kèm theo cho anh em mình luôn nha. Đó, nó có đầy đủ luôn, có luôn bình xà bông nha. Rồi thì cái này em sẽ ráp lại và em test thử cái khả năng cũng như cái hiệu quả làm việc cho anh chị em mình xem luôn. Thì bây giờ em sẽ sử dụng cái máy rửa xe pin này để em rửa xe cho anh em mình xem luôn nha. Đó, sạch nha anh em. Đó, khá là sạch ha. Nó xịt cũng được bụi bẩn đầy đủ đây. Đi lên đây. Đó. Rồi,
chỉ cần xịt mấy cái là nó, cái xe của mình cũng khá là sạch rồi ha, rất là tiện lợi, chỉ việc cắm dây vô thôi. Còn nếu như anh em mà mình muốn sử dụng cái chế độ mà chế độ xịt xè thì mình thay cái đầu thôi đó, mình chỉ cần mình thay cái đầu này là anh em sẽ xịt xè được nè, anh em thấy không, nó xịt rửa nè, cái này là chế độ xịt rửa ha, đó khá là sạch sẽ ha. Rồi còn nếu như anh em vẫn còn muốn sử dụng cái chế độ xà bông á, thì ở đây đó em nè, gắn cho anh em cái bình xà bông vô luôn đó, để mình sạch ha. Đây là cái nước dung dịch rửa xe không chạm ở bên em luôn nha anh em đó. Thì khi mà anh em xịt một cái lớp xà bông lên thì chỉ cần chút mình xịt nước lại thôi là cái xe mình cũng sạch nữa đó, anh em thấy không? Đây nè, wow, khá là ngon lành ha. Đó thì anh em thấy ha, cái bộ của cái máy rửa xe này là nó có luôn cái bình xà bông này cho mình rồi. Về chỉ việc mình bỏ cái dung dịch rửa xe vô trong đây để mình xịt thôi là cái xe mình nó phủ đầy xà bông ha, rất là dễ lau chùi luôn, vệ sinh luôn. Đó, khá là ok anh em ha. Quá là ngon. Rồi. Thì khi mình xịt xà bông xong á, mình lấy cái kim. Rồi, mình lấy cái này mình xịt vô. Là ok. Đây, xịt lại cho anh em xem luôn. Khá là ok hết anh em. Đó, mình rửa sơ vậy là xe mình đã sạch sẽ rồi nha. Rồi, còn nếu như anh em mà mình muốn vệ sinh sàn nhà rồi hay là vệ sinh tảo mộ rồi ví dụ vậy ha, thì anh em sử dụng cái này. Đó anh em thấy. Đó mình sạch nè, nó đi những cái vết bụi bẩn dơ nè ha. Đó, đi rất là sạch sẽ luôn anh em ha. Rồi, ok, máy rửa xe pin rất là ngọt, rất là khỏe mà cũng rất là tiện lợi cho anh em luôn nha. Rồi thì sau khi test xong cái công dụng cũng như cái hiệu quả làm việc của cái máy rửa xe pin này thì anh em thấy ha, nó rất là ok, rất là tuyệt vời luôn nha anh em. Và đi kèm nó có cho anh em một cái hộp đựng như vậy luôn nha. Đó thì trọn bộ của nó là gồm một máy nè, một viên pin nè và một sạc ha anh em. Một máy, một pin, một sạc và những cái phụ kiện đi kèm ha, có luôn cái bình xà bông này cho anh em luôn. Thì bên em đang bán với giá chỉ có 390k thôi. Đó, trọn bộ là 390k nha anh em. Đó, anh em nào mình quan tâm thì mình inbox cho em nha. Hôm nay em lên cho anh chị em một cái lô máy thổi lá sử dụng pin của Ryobi, bản nhập Mỹ. Cái này là hàng siêu siêu khủng luôn anh em, rất là mạnh. Đó thì cái này thì cái em sẽ giới thiệu sơ qua cái công dụng để dành cho anh em mình sử dụng để mà mình có thể thổi lá sân vườn ha, thổi lá, thổi bụi nè, thổi rác rến rồi đó. Ở sân vườn của mình, thay vì sân vườn của mình nó rộng á, mỗi lần mình quét nó rất là cực thì mình có thể sử dụng những cái máy thổi này thì nó thổi sẽ rất là nhanh. Đó, ví dụ hoặc là những anh em mà mình làm công trình á, mình cần thổi bụi để mà mình làm công trình. Ví dụ như là anh em mà làm đường nhựa đâu, trước khi rảy nhựa được cũng cần phải thổi bụi bẩn đồ đi á, thì những cái máy này rất là hay nhá. Thay vì những cái máy sử dụng xăng, công suất lớn nó sử dụng xăng thì nó sẽ rất là ồn ào và khi mà đề nổ nó sẽ khó, còn cái này chỉ cần ghim pin vô bấm là chạy thôi. Anh em cô chú bác lớn tuổi gì xài vẫn rất là ok nha. Rồi cái bảng này là bảng 40V nha anh em, 40V của Ryobi, 40V bản nhập Mỹ. Rồi em sẽ cho anh em coi sơ qua cái ngoại hình của nó. Thì anh em mình nhìn vô cái tay của em là đã biết rồi ha, cái này nó khủng cỡ nào nha. Nó rất là to, rất là khủng. Nó ở đây nó có một cái nút turbo ở đây nè, tức là bình thường nó sẽ thổi theo chế độ bình thường mà mình bấm nút turbo thì nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều luôn nha. Đó, ở bên đây thì em có hai dòng cho anh em sẽ giới thiệu sơ qua. Cái dòng này là bảng 40V mạnh, nhưng mà ở đây em còn một cái bảng 40V nữa là khủng luôn. Đó, nó có hai bảng. Thường là những cái loại này là nó đã rất là mạnh rồi, nhưng cái loại này thì dành cho anh em công trình. Đó, cái này là bảng là phản lực. Đó, thì bây giờ em sẽ thử em thổi sơ cái rác ở đây, nó những cái lá cây ở đây cho anh em xem.
Em nói thật sự, nếu như những cái lá cây đem thổi chắc khoảng 5 giây là xong. Đó, nó sẽ tiết kiệm thời gian rất là nhiều cho anh em nha. Rồi thì bây giờ em sẽ thử trước tiên là cái con ma này. Đó, cái con này nha anh em. Nó em cầm trên tay nè. Rồi anh em mình cũng hình dung luôn ha. Để em đo thử 1 gang tay, 2 gang tay, 3 gang tay, 4 gang tay thì khoảng là 8 tấc nha anh em. Rồi, và nó rất là to nha. Nè, em đặt bàn tay em vô đây nè. Rồi, thì em bấm nút thử cho anh em mình coi. Ở đây nó có cái cò thôi. Đó. Đây nè, em thổi thử vô trong cái cây này cho anh em xem nha. Đó. Rất mạnh nha anh em. Còn đây nó có nút turbo khi mà mình bấm nè. Turbo nè. Đó. Đó, anh em thấy nó rất là mạnh nha. Bây giờ em sẽ thổi thử bằng cái máy này với cái sân này cho anh em đếm dây thử giùm em nha. 1, 2, 3, vô. Em thổi ở đây. Đó, anh chị em thấy không? Một nút nhạc nha. Đây nè. Cái lá cây nhỏ này chả ý nghĩa gì đâu. Em bỏ chiếc dép luôn cho anh em coi luôn nè. Đó, em bỏ chiếc dép luôn nè. Nó bay mất chiếc dép em luôn anh em thấy không? Nè, em bỏ thêm chiếc nữa nè. Đó, để anh em mình hình dung được ha, chứ lá cây nó không ý nghĩa gì với nó đâu. Đây nè. Đó. Đó, anh em thấy không? Nó thổi cái lá cây bay ào ào luôn á. Rồi thì bây giờ cái con này là cái con cái con này là cái con 40V. Bản này cũng mạnh rồi. Cái này thì trọn bộ nó là gồm một máy nè, một pin và một sạc. Em lấy sạc 220V cho anh em luôn. Đó, về ghim điện bình thường mình là mình xài ha. Một máy, một pin, một sạc. Cái này là 4,2 triệu nha anh em. Cái bên đây. Đó, cái bảng bên đây là 4,2 triệu. Rồi, riêng cái bảng này thì nó sẽ khủng hơn. Bảng này thì nó phản lực nó khủng hơn. Với lại ở đây nè, nó có cái chế độ là cấp độ gió nữa nè. Nó rất là mạnh nè, có nút turbo luôn nè. Đó, rất là mạnh nè. Em cho anh em xem thử nè. Đó, xử cái cây ở đằng xa nha. Đó, em cho anh em xem thử cái cây ở đằng xa cho nó thổi để anh em mình biết được nha. Đó. Đó. Anh em thấy không? Nè, lượng gió nè. Đó. Đó. Ha, những cái cây này là cách xa khoảng là gần 5 mét nha anh em. Đó, khoảng 5 mét. Mà anh em thấy ha. Đó, cái gió nó rất là mạnh nha anh em. Rồi, cái con này thì trọn bộ nó ha. Gồm một máy nè. Đó, một máy thổi lá phản lực nha. Rất là to nha anh em. Đây, cái máy thổi lá phản lực này với lại là một pin và một sạc. Rồi, thì cái con này giá của nó là 4,5 triệu nha anh em. Đó, thì em có hai bản ha. Nó, bản này thì giá là 4,2 triệu, bản này thì giá là 4,5 triệu. Anh em mình quan tâm tới cái bản nào thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Em mới về lại được cho anh chị em mình là một cái lô bánh xe chịu tải của Nhật. Thì cái lô này là nó thuộc dạng size nhỏ nha anh em. Nó size nhỏ thì nó sẽ rất là gọn gàng. Thì anh em mua thì nó sẽ phù hợp với cái nhu cầu của anh em nha. Rồi thì ở đây đầu tiên thì em lên lại cho anh em cái bộ này. Nó, cái bộ này là cái size nhỏ nhất của bánh xe của Nhật ha. Đó, cái này là nó rất là xịn nha anh em. Đó, đây là Tokyo ha, nó có chữ nè. Đây nè, Tokyo ha. Uchimura.
Rồi thì cái bộ này á, thì nó là của thương hiệu là Buckin Caster. Đó, nó có cái logo thương hiệu ở đây. Rồi thì cái bộ thường nó sẽ là 4 bánh anh em ha. Một bộ là sẽ gồm là 4 bánh và cái một bộ gồm là 4 bánh anh em ha. 4 bánh và 4 bánh đều xay được 360 độ cho anh em luôn nha. Rồi thì cái này em cũng sẽ đo sơ cái kích thước của cái bánh này cho anh em luôn. Rồi cái này cái chiều cao của nó là 7cm anh em ha. Tổng chiều cao của nó là 7cm. Độ dày của cái bánh xe này là 2.8cm, tức là chưa tới 3cm anh em ha. Rồi nó thì một cái bộ gồm là 4 bánh như vậy, có thể xoay được 360 độ. Thì cái bộ này thì bên em đang bán với giá là 300k nha anh em. 300k một bộ này nha anh em. Đó, bộ này thì nó tải được khoảng tối đa là khoảng 350kg ha. Từ 300 cho tới 350kg nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bộ nữa. Thì cái bộ này nó sẽ to hơn cái bộ vừa rồi xíu. Cái bộ này là sử dụng bánh đôi. Nó là cái bánh trong đây là nó có hai bánh nhỏ trong đây ha, gọi là bánh đôi. Thì cái này á, là cái chiều cao tối đa của cái bộ này là nó khoảng là 8cm. Nó chiều cao tối đa là 8cm. Nó cái này là của thương hiệu là Kanazawa Japan. Nó Kanazawa Japan anh em ha. Đó, Shishiku. Rồi thì cái một bộ của nó thì cũng sẽ gồm là 4 bánh. Nó một bộ của nó là cũng sẽ gồm là 4 bánh xoay được 360 độ luôn nha anh em. Đó. Rồi cái chiều cao của cái bộ này em đo lại cho anh em ha. Chiều cao của nó khoảng 8cm và độ dày của hai cái bánh này là 3.2cm. Đó, rồi. Thì một cái bộ này thì nó sẽ tải được khoảng là 400kg anh em ha. Tải được 400kg và cái bộ này á, thì nó gồm 4 bánh, giá của nó là 350k nha anh em. 350k một bộ 4 bánh như vậy anh em ha. Đó, thì những cái bánh xe của Nhật á, anh em thấy nó rất là đặc biệt ở chỗ là nó có là bạc đạn nè, bạc đạn dòng bi ở đây và dòng bi ở đây, cho nên là nó làm bằng kim loại hết, cho nên nó rất là bền anh em ha. Rồi, cái bộ màu xanh này là 350k. Rồi, tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em là một cái bộ màu xanh này nữa. Đó, đây, thì cái bộ này nó sẽ lớn hơn hai cái bộ vừa rồi xíu anh em ha. Cái này á, là nó cái chiều cao của nó nè, tối đa của nó là 100mm, tức là 10cm anh em ha. Đó, 100mm nha. Rồi, thì cái độ dày của cái bánh này thì nó khoảng là 3cm. Đó, thì cái bánh này nó cũng của là thương hiệu là Shishiku Kanazawa Japan anh em ha. Đây nè, nó có chữ nè. Đó. Rồi, một bộ 4 bánh đều cũng đều xay được 360 độ như vậy luôn nha anh em. Đó, cái bộ này nó rất là nhẹ và cái bộ này nó tải được cho anh em khoảng là 450 tới 500kg anh em ha. Đó, một bộ 4 bánh như vậy thì bên em đang bán với giá là 430k nha anh em. 430k anh em ha. Đó, rồi cái này thì nó cũng rất xịn anh em ha. Nó cũng là vòng bi nè, vòng bi sắt ở trong đây với vòng bi ở đây. Nó làm bằng kim loại hết, chỉ đúng cái phần đẩy này đi là bằng nhựa cứng thôi. Thì nó rất là bền anh em ha. Rồi, thì cái bộ này là giá 430k nha. Rồi, anh em nào mình quan tâm thì inbox giúp em ha. Đó, hôm nay em về được rất là nhiều cái mẫu bánh xe nhỏ cho anh em. Thì anh em mình quan tâm cái loại nào thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó, thì hôm nay em mới về cho anh chị em được là một cái lô hút bụi sử dụng điện của Đều Quơ. Đó, rất là xịn sò cho anh chị em mình vệ sinh cuối năm luôn nha. Rồi thì đây là cái lô máy hút bụi sử dụng điện của Đều Quơ ha. Đó, Đều Quơ là một cái thương hiệu là chính hãng của Mỹ nha. Rồi thì bây giờ em sẽ giới thiệu cái mẫu, trước tiên là em sẽ giới thiệu cho anh em là cái mẫu 25 lít đi. Đó, đây. Hút bụi Đều Quơ mẫu 25 lít. Đó, đây, khui thùng ra cho anh em mình luôn. Đó, khá là đẹp anh em. Thì anh em biết rồi, đồ của Đều Quơ thì nó rất là chất lượng rồi. Mình không phải bàn nhiều về chất lượng của Đều Quơ ha. Đó, cái này là 25 lít, thùng của nó là thùng inox luôn nha anh em. Đó, rất là đẹp nha. Đó. Wow, quá hay, quá đẹp luôn anh em ơi. Cực kỳ chất lượng nha. Đó, rồi, công tắc thì on off nằm ở đây ha. Và ở đây nó có cho mình hai cái lỗ, một lỗ hút và một lỗ thổi nha anh em. Tức là nó vừa hút và vừa thổi được luôn. Đó, khá là hay ha. Và cái chế độ của nó là hút khô nè, hút ướt được luôn cho anh em mình luôn nha. Đó, rồi, phụ kiện đi kèm là gồm một cái ống nối dài anh em thấy không? Đó, một cái ống, hai ống này nối dài nè. Cái này là cái bàn hút nè.
Đó rồi, tiếp theo là nằm ở trong đây, phụ kiện còn lại nằm trong đây như là cái ống ruột gà rất là dài nha. Rồi ở đây thì nó có cho mình cái bộ bánh xe. Đó, một cái bộ bánh xe để anh em khi anh em gắn xuống anh em như vậy này. Đó, anh em có thể kéo tới kéo lui được nha. Rồi, đây thêm một cái đầu hút nhỏ nữa nè. Rồi, đây là cái đầu hút khe. Nó đầy đủ phụ kiện cho anh em luôn ha. Đó thì khi anh em mình mua về là mình có thể sử dụng được rất là nhiều việc. Nó anh em có thể hút từ nhà cửa, xe cộ cho tới là phòng ngủ, giường, nệm rồi các thể loại ha. Giờ ở đây nè anh em thấy không, cái màn lọc của nó ha, bằng vải nha nè. Cái màn lọc này nó sử dụng một cái lớp vải. Nó rất là cao cấp ha. Khi trong cái quá trình anh em sử dụng á, là mình xài một thời gian mình có thể lấy ra mình xịt nó, xịt hơi rồi này nọ, nó thổi bụi rồi ha, để sử dụng được rất nhiều lần. Và anh em biết rồi, thường những cái mẫu máy mà của Dewar thì bảo hành rất lâu. Nó bảo hành từ 2 năm cho tới 3 năm thì là mình cũng đủ biết được là cái chất lượng của nó cao cấp cỡ nào rồi anh em ha. Rồi thì cái con này là nó là 25 lít nha anh em. Đó, 25 lít thì hiện tại cuối năm bên em cũng có giá rất là tốt cho anh em luôn, 3.300.000. Đó, 3.300.000 nha anh em. Đó, khá là hay. Rồi, tiếp theo thì em sẽ qua tiếp cho anh em là một cái mẫu giống như vậy luôn nhưng mà nó lớn hơn. Đó, cái mẫu hai cái con này á thì cái bình nó khác nhau nhưng cái hiệu quả về cái công suất của nó thì nó hầu như là nó xem nhau. Nó ví dụ như là cái con này á là nó là 4 ngựa anh em ha, điện 220 4 ngựa. Nó thì cái con bên đây cũng là vậy luôn. Nó con này á là cũng là 4 HP nè, 30 lít nè. Nó cái công suất của nó là rất là cao cho nên là cái lực hút rất là mạnh luôn nha anh em. Rồi thì bây giờ em sẽ khui thử cái con này cho anh em mình luôn. Rất là đẹp, rất là tiện luôn nha anh em. Đó, hai cái con này là cái công suất của nó lên đến là 3.000W luôn. Nó chỉ nó là 4 ngựa 3.000W ha. Cái con này là 30 lít nha anh em. Đó. Rồi thì con này nó cũng như cái con kia thôi. Đó, cái build nó nhìn chất lượng hơn nữa nha anh em. Nhìn rất là đã ha. Rồi thì nó cũng gồm hai cái lỗ ha anh em, một lỗ hút nè và một lỗ thổi nè. Đó, điện là điện 220V luôn. Đó. Rồi ở dưới đây á là nó có cho mình 4 cái bát để anh em gắn 4 cái bánh xe vô ha, để mình có thể đẩy tới đẩy lui được ha. Còn ở trong đây thì đó, đây là cái quai sách nè. Rồi. Thì đi kèm của nó cũng có là hai cái thanh nối dài để anh em hút, mình có thể mình đứng mình hút được nha, xuống sàn luôn. Đó, còn đây, ở bên trong. Đó, anh em nhìn vô là anh em thấy đây, cái đầu hút khe. Đầu hút khe của nó cũng rất là đẹp ha. Đó, một cái đầu hút chổi tròn nữa nè. Rồi, một cái đầu hút khe nhỏ nè. Rồi, một cái đầu cái bàn hút nè. Rồi, bánh xe. Đó, anh em nhìn thử cái bánh xe là anh em thấy nó cũng khá là chất lượng, rất là chắc chắn nha. Rồi, đó, rồi cái ống của nó cũng rất là bự ha. Đó, ống bự, rất là dài. Rồi, thì như anh em thấy ha, ở đây nó... Cái lưới lọc của nó thì cũng như con kia ha, lưới lọc bằng vải ha. Nó sử dụng một cái loại vải rất là đặc biệt. Đó, cái này nó rất là cao cấp, rất là xịn nha. Rồi thì cái con này nè, như em cho anh em coi lại về cái công suất, cái nguồn điện của nó điện 220 nha. Cái công suất là 4 ngựa, 4 ngựa này là 3.000W nha anh em. Nó 3.000W là anh em biết nó rất là mạnh ha. Cái bình của nó là bình inox 30 lít. Đó. Rồi rất khủng nha. Rồi thì cái này á là anh em cái con này thì cũng là bảo hành cho mình lên đến là 3 năm hết anh em. Anh em mình thấy là mình biết rồi, những cái đồ mà người ta hãng người ta bảo hành 3 năm là mình biết cái chất lượng của nó rất cao ha. Rồi cũng hút khô, hút ướt các thể loại cho anh em mình luôn. Hút được, thổi được luôn. Công suất rất cao, rất là mạnh ha. Anh em xài công ty, văn phòng hay gia đình gì đó là quá tuyệt vời. Rồi thì cái con này thì bên em đang bán với giá là 3.500.000 nha anh em. Nó giá này là 3.500.000 ha. Còn cái con bên đây á, là con 25 lít thì giá của nó là 3.300.000. Đó thì anh em mình
quan tâm cái con nào thì inbox giúp em. Hai cái con này thì công suất của nó cũng tương đương nhau, nhưng mà cái con bên đây á, là nó là cái bình nó to hơn. Rồi thì anh em mình quan tâm tới mẫu máy hút bụi nào thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha.